116, săn bắn kết thúc. Tẩu tẩu! Tư Hàm Ngọc nhất thời không biết lấy dũng khí từ đâu, cầm cành cây đập loạn xạ lên người con gấu nâu còn cao to hơn cả mình. Con gấu da dày thịt béo, sức lực như mũi đốt của Tư Hàm Ngọc không thể làm nó bị thương. Nó chỉ biết hung hăng cắn xé da thịt của cô gái bên dưới, hoàn toàn không để ý tới Tư Hàm Ngọc. Chỉ chốc lát, nàng kia ngay cả tiếng rên cũng không kêu nổi, chỉ có thể thì thầm phát ra tiếng hô yếu ớt. Tư Hàm Ngọc nhớ tới khi đó Tây Lương Mạn đã cứu mình, cắn chặt răng, bỗng chuyển tới trước mặt con gấu, cầm cành cây chọc mạnh lên mặt nó, vậy mà lại chọc bị thương mắt trái của nó. Con gấu bị đau, vươn móng vuốt sờ mặt mình, sờ phải trong mắt từ hốc mắt chảy ra, nhất thời giận dữ, đầu lưỡi nó liếm vào lòng bàn tay, nuốt trong mắt vào bụng, sau đó giống lần giận dữ với Tư Hàm Ngọc. Tư Hàm Ngọc cầm cành cây, nhìn con gấu cao lớn hơn mình nửa thân người, sợ đến run rẩy. Hơi từ miệng nó phả ra tanh tưởi khiến nàng buồn nôn, nhưng nàng vẫn cứng tiếng quát to: "Người tới đây, con gấu kia, ta không sợ ngươi, mau tới đây." Con gấu gào lên giận dữ, bỏ con mồi lúc trước, há to miệng vồ về phía Tư Hàm Ngọc. Tư Hàm Ngọc rốt cuộc chỉ là một tiểu cô nương, dù to gan thì lúc này cũng chỉ có thể sợ hãi hét lên một tiếng xoay người bỏ chạy. "Cứu mạng, cứu mạng!" Tư Hàm Ngọc vén váy, vừa lảo đảo chạy trốn vừa hét. Hai thị nữ đã nhũn ra từ lâu, nào dám tới cứu Tư Hàm Ngọc, chỉ có thể nhìn con gấu nâu há miệng đuổi theo Tư Hàm Ngọc. Cũng may Tư Hàm Ngọc thấp bé linh hoạt, nhưng tình cảnh này vẫn mạo hiểm vạn phần. Mà lúc này một bàn tay bỗng vỗ lên hai người thị nữ: "Các ngươi sao còn không chạy, ở đây đợi gấu tới ăn thịt à?" Đôi thị nữ đồng thời quay đầu lại trong vô thức, rồi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt. Trinh Mẫn quận chúa, không phải nàng đã bị gấu cắn bị thương ư? Tây Lương Mạt nhìn về vẻ mặt như thấy quỷ của hai thị nữ này, không khỏi vội la lên: "Mau rời khỏi đây đi, ngẩn ra đấy làm cái gì? Lẽ nào hai nhà đầu này sợ đến choáng đầu rồi?" Bỗng một thị nữ kéo tay áo Tây Lương Mạt, quay đầu chỉ cô gái áo xanh nằm trong vũng máu, mờ mịt hỏi: "Trinh Mẫn quận chúa, người kia là ai?" Tây Lương Mạt nhìn cô gái ngã trong vũng máu kia, hơi nhớn mày: "Chắc là Vũ Di Nương, vừa rồi nàng ta đánh cược thắng ta. Ta đổi quần áo cho nàng ta." Thị nữ kia choáng váng, lệ rơi đầy mặt: "Trinh Mẫn quận chúa, tiểu quận chúa của chúng ta cho rằng đó là ngài, nàng cầm cành cây đi cứu ngài rồi." Tư Hàm Ngọc cầm cành cây đi cứu nàng. Tây Lương Mạt thật không ngờ Tư Hàm Ngọc sẽ làm như vậy. Nàng quính cả lên, cả giận nói: "Sao các ngươi không ngăn lại?" Thị nữ kia rơi nước mắt như mưa, run giọng nói: Ta, chúng ta không ngăn được." Một người thì sắc mặt trắng bệch nói: "Quận chúa lao ra quá nhanh, ta có phải chúng ta chết chắc rồi không?" Tây Lương Mạt lập tức nhìn về phía kia, thấy một màn rất nguy hiểm. Tư Hàm Ngọc dần không còn sức lực, con gấu giơ móng sắc cào về phía Tư Hàm Ngọc. Tư Hàm Ngọc cảm thấy sau đầu có tiếng gió, liền nhũn người ngã xuống đất, thoát khỏi con gấu khổng lồ trong gang tấc. Thế nhưng con gấu lại bỗng vươn một móng vuốt nữa lên, chụp lên lưng Tư Hàm Ngọc. Máu văng ra ngay tức khắc, Tư Hàm Ngọc thê lương hét lên một tiếng, bị con gấu kia đặt ở dưới vuốt. Tây Lương Mạt không đứng yên được nữa, mặc kệ có bại lộ bí mật mình biết võ hay không, nàng hất mũi chân nhặt vài hòn đá, vận đủ nội lực ném về phía mặt con gấu. Một hòn đá thậm chí cắm thẳng vào mắt phải của nó, khiến con gấu đau đớn, ngửa đầu lên trời chu lên, hai mắt đều mù hoàn toàn chọc giận nó. Thế nhưng không nhìn thấy xung quanh, khiến cho nó vừa đau vừa vội, giơ móng vuốt chụp lung tung. Tây Lương Mạt thấy Tư Hàm Ngọc nằm dưới người nó, đang dùng bản năng sinh tồn, tự nhiên liều mạng, thoát khỏi móng vuốt của nó. Nhưng con gấu thỉnh thoảng gần như dẫm lên người nàng, cực kỳ nguy hiểm. Tây Lương Mạt cắn chặt răng, trực tiếp xoay người, lấy cành cây làm kiếm, đâm về phía vai con gấu. Cành cây nhận đủ nội lực đâm xoẹt vào trong thịt nó. Đau đớn mãnh liệt, khiến cho nó tìm được hướng người công kích, lập tức thả Tư Hàm Ngọc, quay đầu đánh về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt vừa đánh vừa lui, vừa kêu to với Tư Hàm Ngọc: "Hàm Ngọc, đi mau, muội đi mau lên." Tư Hàm Ngọc vốn mất quá nhiều máu, thần trí đã mơ màng, trong lúc hoảng hốt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tây Lương Mạt, nàng lập tức tỉnh táo lại, nhẫn nhịn đau đớn trên lưng, nhìn về phía phát ra âm thanh: "Tẩu tẩu." Nghe thấy giọng nói tỉnh táo của Tư Hàm Ngọc, nàng vui vẻ một cước đá vào đầu con gấu, mượn lực nhảy lên, đồng thời hô to với Tư Hàm Ngọc: "Mau rời khỏi nơi này." Nhưng mà tẩu thì làm sao bây giờ? Tư Hàm Ngọc tuy không rõ vì sao Tây Lương Mạt biết võ,
tuyệt đối không giống với nữ tử yếu đuối, tay trói gà không chặt thường ngày. Thế nhưng có thể thấy, Tây Lương Mạt cũng không cách nào đuổi con gấu đi xa. Muội đi đi, muội đi rồi ta mới đi được. Tây Lương Mạt vừa dụ con gấu rời đi, vừa nói với Tư Hàm Ngọc. Tư Hàm Ngọc gật đầu, vô thức nghe theo mệnh lệnh của Tây Lương Mạt. Hai thị nữ thấy con gấu bị dụ đi xa, mới lấy can đảm cố gắng tới gần Tư Hàm Ngọc, mang nàng đi. Mắt thấy hai thị nữ sẽ dẫn Tư Hàm Ngọc đi, Tây Lương Mạt cũng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của con gấu. Trong rừng cây âm u, một đôi mắt lạnh giá lại âm hiểm thoáng qua một tia bực bội. Không ngờ Tây Lương Mạt lại biết võ, hơn nữa võ công còn không tồi. Tiểu thư, mama, không thể khiến bọn chúng chạy thoát, hôm nay bọn chúng đều phải chết ở đây. Trong ánh mắt kia đầy tăm tối hung ác, hôm nay nàng muốn tất cả những kẻ nàng không thích phải chết ở chỗ này. Vâng. Khi hai thị nữ đang đỡ Tư Hàm Ngọc định vội vàng kéo nàng rời đi thì phía sau họ lại vang lên một tiếng chu. Một thị nữ vô thức quay đầu, phát hiện không biết từ khi nào lại có một con gấu nâu thật lớn nữa xuất hiện ở trong rừng cây, đang điên cuồng đánh về phía Tây Lương Mạt phía sau họ. Tây Lương Mạt nhạy cảm giác được luồng gió đột kích từ phía sau, nàng xoay người, đầu ngón chân đá vào con gấu trước mặt, thân thể xoay một vòng né tránh đánh lén phía sau. Con gấu phía sau bị một kích lập tức tức giận đến cực điểm, lần thứ hai chụp bàn tay to như cái quạt tới. Hai con gấu lớn hình thành vòng vây khiến tình cảnh của Tây Lương Mạt có vẻ vô cùng nguy hiểm. Tư Hàm Ngọc cũng quay đầu lại, nhất thời hoảng hốt, trong nháy mắt liền bắt lấy hòn đá trên mặt đất, học theo Tây Lương Mạt. Nàng không biết lấy dũng khí và sức lực từ đâu, giãy khỏi tay hai thị nữ. Lần thứ hai, nắm lấy cành cây nàng đánh rơi trên mặt đất, dùng hết sức bình sinh, đâm phía sau con gấu lớn. Con gấu kia vốn đang đau đớn, muốn nhào tới cắn Tây Lương Mạt, lại bị cảm giác đâm phía sau chọc giận. Nó tức khắc quay lại, hung ác nhìn Tư Hàm Ngọc, giơ cao lên móng vuốt sắc bén. A! Quận chúa! Tây Lương Mạt nghe tiếng hô và tiếng kêu thảm thiết phía sau, nàng bỗng giật mình quay đầu lại trong chốc lát. Đúng lúc nhìn thấy con gấu kia cào một chưởng lên cổ và ngực Tư Hàm Ngọc, máu tươi bắn ra. Tư Hàm Ngọc ngã nhào xuống đất. Tây Lương Mạt vừa sợ vừa đau, nàng bất chấp đấu với con thú lớn, xoay người chạy vội về phía Tư Hàm Ngọc, nhanh tay rút ra một thứ gì đó bên hông, bổ mạnh về phía con thú thứ hai đột nhiên xuất hiện. Tiếng gấu tru mãnh liệt lần thứ hai vang vọng khắp núi rừng. Tây Lương Mạn không nhìn tình hình con thú, chỉ thừa dịp chúng phản ứng chậm chạp và chưa hoàn hồn sau đau đớn. Nàng một tay kéo Tư Hàm Ngọc chưa biết sống chết trên lưng, đồng thời hô to với hai thị nữ. Các người đi mau! Dứt lời, nàng vận nội lực mang theo Tư Hàm Ngọc không phân phương hướng, lảo đảo chạy ra ngoài cánh rừng. Tây Lương Mạn không quen đường nơi này, càng không biết còn có con gấu thứ ba hoặc mãnh thú nào xuất hiện hay không. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể chạy, không ngừng chạy. Cho dù mùi máu tỏa ra từ người Tư Hàm Ngọc chính là điểm tốt nhất hấp dẫn dã thú, mãnh thú bị thương sẽ càng theo đuổi con mồi của mình. Tây Lương Mạn cõng Tư Hàm Ngọc chạy một đường, không biết đã chạy bao xa, nhưng luôn cảm thấy phía sau có tiếng gào của gấu, cảm nhận trên lưng không ngừng có một dòng chất lỏng nóng chảy xuống, thấm ướt cái áo bằng vải bông của nàng. Trong lòng nàng càng lo lắng, ép chính mình phải tỉnh táo lại. Không được, không thể tiếp tục chạy như vậy, chính nàng không sao, nhưng Hàm Ngọc chịu không nổi. Hàm Ngọc cần đại phu, với tốc độ chảy máu thế này không bao lâu Hàm Ngọc sẽ chết mất. Tây Lương Mạt thở gấp, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Nàng thay đổi sắc mặt, tỉ mỉ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đối chiếu với đường mình đi. Hôm nay không có mặt trời, nàng không cách nào phân biệt được phương hướng của mình, chỉ có thể sơ lược nhìn một chút hướng mọc của rêu cỏ trong rừng, rồi lần nữa cõng Tư Hàm Ngọc chạy nhanh về phía khu vực săn bắn. Có lẽ Tư Hàm Ngọc bị lay động tỉnh lại, nàng mơ hồ phát ra tiếng tẩu tẩu. Hàm Ngọc, đừng sợ, một lát nữa thôi, sẽ ra đến ngoài kia, tẩu tẩu sẽ dẫn muội đi tìm đại phu. Tư Hàm Ngọc hơi run run, chúng ta chạy thoát rồi sao? Tây Lương Mạt vừa chạy vừa nói, cuối cùng Tư Hàm Ngọc cũng như được thả lỏng. Tẩu tẩu, không sao là tốt rồi, Hàm Ngọc hơi buồn ngủ. Tây Lương Mạt hoảng sợ, vội vàng lung lay lưng, nói như dỗ dành, đừng ngủ, Hàm Ngọc, nghìn vạn lần không được ngủ. Ngủ rồi muội sẽ không thấy được mẫu phi nữa, cũng sẽ không thấy được ca ca nữa. Tư Hàm Ngọc thì thầm, âm thanh càng ngày càng thấp, mang theo tiếng khóc ấm ức. Nhưng mà Hàm Ngọc đau, tẩu tẩu, Hàm Ngọc đau quá. Hàm Ngọc chảy rất nhiều máu, rất nhiều. Gió lạnh cạo qua mặt Tây Lương Mạt, giống như một thanh dao sắc nhỏ, khiến nàng cảm thấy đau đớn không gì sánh được. Nàng cắn môi lạnh lùng nói, Hàm Ngọc, nếu muội ngủ, tẩu tẩu sẽ ném muội cho gấu ăn,
Lát nữa chúng ta sẽ tới khu săn bắn, chỗ săn nhất định có người đang vây quanh, muội nhịn một chút. Tư Hàm Ngọc mơ màng ừ một tiếng, bỗng lại nghĩ tới cái gì, yếu ớt nỉ non. Tẩu tẩu, đừng đi khu săn, nguy hiểm. Tây Lương Mạt cắn răng, lần thứ hai để khí, nhanh chân hơn. Không, không, không nguy hiểm. Vận động quá mạnh khiến nàng thở không thông, nhưng nàng cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh tự tin. Nàng đương nhiên biết xông vào khu vực săn bắn nguy hiểm đến mức nào, bất cứ lúc nào cũng có tên kiếm không có mắt bắn tới, hơn nữa rất nhiều bẫy dập, thế nhưng nàng phải đi. Nhà đầu trên lưng không nhắc lại nữa, cũng không biết có phải đã hôn mê hay không. Điều duy nhất Tây Lương Mặt có thể cảm nhận được là máu nàng vẫn chưa từng ngừng chảy. Người trên lưng dường như ngày càng nặng, giống như linh hồn thiếu nữ dần dần đi xa, chỉ để lại thể xác. Tây Lương Mạn kiên trì, tiếp tục chạy về phía khu vực săn bắn. Xa xa đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa. Tây Lương Mạn vui mừng nói với Tư Hàm Ngọc ở trên lưng. Được rồi, có người, Hàm Ngọc muội kiên trì một lát nữa thôi. Nhưng không có ai đáp lại nàng. Tây Lương Mạn cảm thấy trên lưng mình đã hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng đỏ vành mắt, vẫn thì thầm. Hàm Ngọc, chờ một lát, tẩu tẩu sẽ dẫn muội về nhà, dẫn muội đi xem đại phu. Nàng cẩn thận cõng Tư Hàm Ngọc, vận đủ 10 phần nội lực trong đan điền, sau đó trực tiếp phi thân lên cây, nhảy vội về giữa khu vực săn bắn. Trong bãi săn Mân Sơn, xoẹt, mũi tên sắc cắt qua không khí phát ra tiếng rít bén nhọn, một con chim đang bay rơi phịch xuống đất. Tiểu đàm tử hưng phấn đeo một túi tên dẫn tiểu thái giám đi nhặt con mồi, chạy về dâng cho chủ tử của mình như hiến của quý. Thái tử ra, trúng rồi, lần này là một con chim chỉ. Vừa rồi trúng một con cáo, cả nai nữa. Thái tử gia thật là lợi hại, lần này nhất định là thái tử gia đoạt khôi thủ. Trên người tiểu thái giám cùng bọn ngự lâm thị vệ đã có không ít con mồi, tranh nhau nịnh nọt Tư Thừa Kiền. Tư Thừa Kiền thu hồi vũ hắc cung của mình, nhàn nhạt nói. Tốt, nếu lần này bản cung đạt được khôi thủ trong yến ngày xuân, nhất định sẽ thưởng mỗi người các ngươi 10 lượng bạc, thưởng mỗi người một vò rượu ngon. Mân Sơn ngày này thường không cho dân chúng vào săn thú. Chim thú bên trong bay chảy tự nhiên, nuôi béo tốt, tiện cho bọn họ thu hoạch phong phú. Mọi người đang hoan hô, lại nghe rừng cây cách đó không xa vang lên tiếng sột soạt. Tiểu đàm tử lập tức hưng phấn hét to. Oa, nghe động tĩnh, nói không chừng là một loại chim to như diều hâu đấy. Tư Thừa Kiền cười thầm trong lòng. Mùa xuân Mân Sơn lấy đâu ra loại chim thần vùng lãnh nguyên như diều hâu. Có điều nghe động tĩnh, nói không chừng là loại chim sống về đêm như chim cú, bị đánh thức cũng có khả năng. Bắn nó, bắn nó! Bọn thị vệ đồng thanh kêu lên. Tư Thừa Kiền ngứa tay, hôm nay hắn còn chưa săn được con ác điểu nào, nếu có thể bắn được một con cũng là chuyện vui. Hắn lập tức dương cung cài tên, nhắm về phía lá cây lay động, đầu ngón tay dùng sức, dây cung căng cứng, lay động càng lúc càng lớn, một cái bóng cũng xuất hiện trong nháy mắt. Đáy mắt Tư Thừa Kiền lóe lên một tia tàn khốc, đầu ngón tay buông lỏng, mũi tên dài mang lông đen đột nhiên bắn thẳng về phía cái bóng vừa nhảy ra. Nhưng một giây sau, hắn bỗng cảm thấy không đúng, kia đâu phải là chim, rõ ràng là bóng người. Thị vệ tinh mắt khác cũng phát hiện không đúng, lập tức kinh hô, có thích khách. Nhất thời tất cả thị vệ rút kiếm, bọn họ có bài bản chia làm hai nhóm, một nhóm xông lên bao vây người kia, một nhóm dương cung cải tên bày đội hình chắn trước mặt Tư Thừa Kiền. Tây Lương Mạt vừa chạy ào vào bãi săn đã nghe tiếng người léo nhéo, nàng lập tức cõng Tư Hàm Ngọc chạy tới, đang chuẩn bị nhảy khỏi rừng cây thì cảm giác một đạo sát khí mãnh liệt phóng tới trước mặt. Tây Lương Mạt sớm có tâm lý chuẩn bị, biết sẽ gặp phải tên, lập tức nghiêng người trong chớp mắt, cái đuôi lông vũ đen của mũi tên đoạt mệnh gần như quét qua vai. Nàng cõng Tư Hàm Ngọc từ trên cây nhảy xuống, đồng thời hàn giọng quét lớn. Quận chúa Tư Hàm Ngọc Đức Vương phủ cùng Trinh Mẫn quận chúa phủ Tĩnh Quốc công ở đây. Nếu nàng hô ngừng tay, có lẽ căn bản chẳng ai nghe lời nàng nói, trực tiếp đâm tới vô số đao kiếm trước khi nàng kịp hạ xuống đất. Nếu vậy, trên lưng nàng còn cõng một người, nàng có thể hoàn toàn tự bảo vệ mình hoặc Tư Hàm Ngọc, không tránh khỏi bị thương. Nhưng nàng hô danh hào của mình và Tư Hàm Ngọc, bọn thị vệ bên dưới nghe thấy, đao kiếm trong tay đều đồng loạt dừng, không lập tức chém tới nữa. Chính trong một giây đó đã đủ để Tây Lương Mạn nắm bắt cơ hội, bình an hạ xuống, gọn gàng ôm Tư Hàm Ngọc về phía trước, lần thứ hai hét lớn. Chúng ta gặp dã thú tập kích, khẩn cầu quý chủ nhân cứu giúp, Đức Vương phủ cùng phủ Tĩnh Quốc công tất có hậu tạ.
Bọn thị vệ vốn còn đang cực căng thẳng, chỉ sợ thích khách dùng kế, nhưng nghe rõ giọng nữ kia lại đánh giá bọn họ toàn thân dính máu nhếch nhác nhưng ăn mặc hoa mỹ, vừa nhìn đã biết là con gái quý tộc, lập tức hơi buông đao kiếm. Tây Lân Mạt liếc thấy bọn họ tuy vẫn vây quanh mình, nhưng rõ ràng đã lơi lỏng phòng vệ, liền biết nguy cơ ban đầu đã qua. Nàng lần thứ hai thành khẩn lo lắng nói: "Mau, các vị, xin hãy giúp bản quận chúa cứu người trước. Nếu có bất cứ liên quan gì va chạm quý nhân, bản quận chúa sẽ tự tới cửa xin lỗi." Lúc này một bóng người cao gầy đi ra khỏi đám thị vệ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Thì ra là ngươi. Tây Lăng Mạn nhìn thị vệ được huấn luyện bài bản, mặc quân phục ngự lâm, đã biết nhất định là quý nhân hoàng gia, chỉ không biết là đệ tử vương tộc nhà ai hay hoàng tử đi săn, không ngờ lại gặp được người quen cũ. Thái tử gia. Tây Lăng Mạn kinh ngạc, sau đó vui mừng thoáng qua đáy mắt, ngay cả giọng nói cũng kích động cao lên. Thật tốt quá, thái tử gia. Vài vị tiểu thư nhà đại thần chúng ta vừa bị gấu tập kích bên dòng suối sườn núi, hiện nay không biết nhóm nữ quyến thế nào rồi, còn Hàm Ngọc đã mất máu hôn mê. Xin thái tử gia mau dẫn Hàm Ngọc đi gặp thái y. Gấu? Tư Thừa Kiền sửng sốt, vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Mân Sơn rất ít nuôi dưỡng loại dã thú hung dữ như vậy, hoặc phải nói là không cho phép mãnh thú tồn tại, sao đột nhiên lại xuất hiện gấu? Thế nhưng hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ nằm trong lòng Tây Lương Mặt, gương mặt dính đầy máu, quả thật là Tư Hàm Ngọc. Tư Thừa Kiền nhướng mày, lập tức sai tiểu đàm tử ba chuyện. Thứ nhất, lập tức mời ngự y tới đây. Thứ hai, báo cho phụ hoàng và tất cả gia quyến đại thần chuyện trên Vân Sơn có gấu đả thương người, nhắc nhở mọi người cẩn thận. Thứ ba, lập tức phái người cầm cung săn tới dòng suối lưng chừng núi tìm người còn sống sót, đồng thời bắn giết con gấu. Nếu lúc bình thường, phản ứng bình tĩnh của Tư Thừa Kiền nhất định khiến cho Tây Lương Mạt ghé mắt. Nhưng lúc này, nàng chỉ biết ôm chặt Tư Hàm Ngọc, nhẹ giọng run run, an ủi thiếu nữ trong lòng. Hàm Ngọc, không sao nữa rồi, chúng ta đã được cứu giúp, lát nữa ngự y đến muội nhất định sẽ không sao. Tư Thừa Kiền nhìn bọn họ hơi nhăn mày, sau đó từ chỗ tiểu đàm tử cầm lấy lọ thuốc chữa thương Hoàng hậu nương nương tự mình đưa cho hắn đề phòng bất chắc tiến lên trước, định sơ cứu cho Tư Hàm Ngọc. Nhưng chỉ một giây hắn chạm vào cần cổ trắng như tuyết của Tư Hàm Ngọc, tay hắn hơi dừng, đưa lại lọ thuốc kia cho tiểu đàm tử. Sau đó nhìn Tây Lương Mạn vẫn đang ôm Tư Hàm Ngọc, khẽ khẽ nói, thở dài một tiếng. Trình Mẫn, người nén vì thương, Hàm Ngọc quận chúa nàng đi rồi. Thật ra không cần sờ mạch Tư Hàm Ngọc, hắn vừa đi tới gần đã thấy ba vết vuốt gấu kéo từ cổ Tư Hàm Ngọc xuống tới trước ngực. Ba vết cào kia rất sâu, gần như hoàn toàn cắt đứt động mạch cổ của Tư Hàm Ngọc, chứ chưa nói đến vết thương sâu đến mức gần như thấy được xương sườn kia. Hẳn là bị thương không lâu sau, Tư Hàm Ngọc đã không xong rồi. Đi rồi. Tây Lương Mạn trong nháy mắt cảm thấy như có một chậu nước cực lạnh dội thẳng xuống đầu, kích thích nàng ngẩng vắt đầu lên, tàn bạo trừng Tư Thừa Kiền gào lên. Không phải, Hàm Ngọc chỉ mất máu hôn mê, người nói bậy. Tư Thừa Kiền chưa từng thấy Tây Lương Mạn mất khống chế như vậy, hắn ngẩn ra. Mà lúc này, thị vệ bên cạnh đã rút đao ra, lạnh giọng quát Tây Lương Mạn. Lớn mật, không được vô lễ với thái tử điện hạ. Tây Lương Mạn căm tức nhìn bọn họ, ôm chặt Tư Hàm Ngọc không còn tiếng động trong lòng, không nói gì nữa. Tư Thừa Kiền nhìn Tây Lương Mạn như một con thú nhỏ bị chọc giận, toàn thân đầy máu, tản ra sát ý, trong lòng bỗng có một trận rung động kỳ lạ. Hắn chưa từng nghĩ cô gái trước mắt này có một mặt thế này, nàng nhỏ bé, yếu ớt, mềm mại, nàng giàu hoạt, nàng âm hiểm đê tiện, nàng có tất cả tính chất đặc biệt của nữ tử lớn lên trong gia đình quyền quý, không khác gì với những nữ tử khác. Thế nhưng, giờ phút này, nàng hung hãn như muốn cắn chết người vừa nói. Dáng dấp nàng bảo vệ người nàng quan tâm tuyệt đối không xinh đẹp, toàn thân nhuốm máu, tóc tai tán loạn, nhưng lại có một cảm giác khiến cho người ta kinh sợ và cảm động. Khiến Tư Thừa Kiền bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ, nếu một ngày mình có thể trở thành đối tượng được nàng bảo vệ, sẽ là cảm giác thế nào? Chỉ là suy nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, đã làm cho hắn giật mình, hắn lập tức vứt nó ra khỏi đầu. Vất tay để đám thị vệ lui xuống. Sau đó hắn đứng trước mặt Tây Lương Mạt, ngồi xuống nhìn về phía nàng, nhìn thẳng tắp vào mắt nàng lặp lại lần nữa. Trình Mẫn, Hàm Ngọc đã đi rồi, ngươi đừng ôm nàng như vậy nữa. Tây Lương Mạt nhìn người trước mặt, khác với đôi mắt đen thuần kỳ lạ của Bách Lý Thanh, đôi mắt Tư Thừa Kiền có màu hổ phách dám nắng. Nó đang lạnh như băng nhìn nàng chằm chằm, không có bất cứ sự dịu dàng nào, không có bất cứ che lấp nào, hắn chỉ đang lạnh lùng nói cho nàng sự thật. Tây Lương Mạn ngây ra chốc lát, sau đó chậm rãi cúi đầu, vươn đầu ngón tay tới chóp mũi Tư Hàm Ngọc, nơi đó đã không còn hơi thở ấm áp ẩm ướt nào nữa.
Tây Lương Mạn như bị phỏng tay lập tức rụt về. Nàng buông tầm mắt, đặt thiếu nữ trong lòng xuống đất, sau đó bỗng mở miệng. Thần nữ quá phận, xin thái tử gia thứ lỗi. Hàm Ngọc thích nhất ăn mặc diễm lệ, thích sạch sẽ. Lát nữa thái y tới, xin thái tử dặn dò thái y rửa sạch vết thương trên người Hàm Ngọc, khâu lại, đổi một bộ quần áo sạch sẽ cho nàng, mang nàng đi gặp Đức Vương Phi và Tiểu Vương gia. Dứt lời, nàng đứng bật dậy, sau đó bỗng cướp lấy thanh đao của thị vệ gần đấy nhất. Trong lúc mọi người bất ngờ không đề phòng, bỗng khua đao chặt đứt làn váy đã rách bươm của mình. Bọn thị vệ kinh ngạc, lần nữa rút đao che trước mặt Tư Thừa Kiền. Tư Thừa Kiền không khỏi ngẩn ra nhìn nàng, nhăn mày nói, Trình Mẫn, người muốn làm gì? Tây Lương Mạn cầm miếng vải rách trên tay xé thành một cái dây vải, sau đó tùy tiện buộc mái tóc mất trật tự của mình lên đỉnh đầu. Rồi nàng nhìn Tư Thừa Kiền thản nhiên nói, báo thù. Nàng đã không còn hứng thú giả bộ là thiếu nữ tay trói gà không chặt trước mặt Tư Thừa Kiền. Dứt lời, Tây Lương Mạn lần nữa động thân mình, không chút khách khí, tiến lên chộp lấy một cái cung của một gã thị vệ và túi tên trên người một thị vệ khác. Nàng không thèm nhìn bọn thị vệ đang hướng mũi đao về phía mình, lập tức điểm mũi chân, phi thân vào rừng rậm. Đám thị vệ ngự lâm quân giật mình, bọn họ không ngờ một thiếu nữ yếu ớt như Trình Mẫn quận chúa mà võ nghệ không thua kém gì bất cứ người nào trong số bọn họ, hoặc nên nói còn cao hơn phần lớn bọn họ. Bọn thị vệ có chút lo sợ bất an, liếc nhìn thái tử gia, rất sợ thái tử gia trách mình, ngay cả một nữ tử cũng không cản được. Nhưng Tư Thừa Kiền chỉ nhìn bóng lưng nàng, vẫn nhăn mày, có vẻ suy nghĩ sâu xa. Trong một chốc khi Tây Lương Mạn cõng Tư Hàm Ngọc nhảy xuống đất, hắn đã cảm thấy Tây Lương Mạn có võ nghệ, hơn nữa võ nghệ còn không kém. Thế nhưng vừa rồi, vẻ mặt nàng không hề luống cuống, sắc mặt cũng ửng đỏ. Rõ ràng là vì lập tức thuyên truyền nội lực quá mức nên đan điền có chiều hướng khí kiệt. Chuyện này đối với võ giả là chuyện vô cùng nguy hiểm. Huống hồ, trong mắt nàng thấp thoáng màu đỏ tươi, dường như còn có nước mắt. Nên hắn mới dùng giọng điệu lạnh giá kích thích nàng, cố gắng khiến cho nàng tỉnh táo lại. Cho dù nàng khóc ra cũng tốt, trút ra dòng khí kia, miễn cho nàng bị thương tới nội tạng. Thế nhưng, Tư Thừa Kiền không ngờ mình vừa nói xong cho rằng Tây Lương Mạn sẽ vì không chịu chấp nhận chuyện này mà òa khóc. Hắn thậm chí có ý định sẽ an ủi nàng. Lại không ngờ, nàng lập tức chấp nhận tin tức Tư Hàm Ngọc đã chết. Hơn nữa, còn nhanh chóng quyết định báo thù. Nàng còn kiêu ngạo cướp đoạt tên và đao của thị vệ rồi chạy mất. Tư Thừa Kiền vốn nên cảm thấy tức giận vì bị mạo phạm mới đúng. Thế nhưng lúc này trong lòng hắn đột nhiên lo lắng khó hiểu, rồi lập tức nói, các ngươi lập tức đuổi theo quận chúa. Hắn đang định đi thì bỗng phát hiện đám thị vệ vây lấy hắn, chặn đường đi của hắn. Các người điếc à, không nghe thấy bản cung nói sao? Tránh ra! Tư Thừa Kiền giận dữ. Thống lĩnh thị vệ khom người thật sâu. Thái tử gia, hạ quan không thể để ngài đi vào chỗ nguy hiểm. Ngài thân là thái tử một nước, nếu có chuyện gì, hạ quan không chỉ không thể đáp lại lời dặn dò của bệ hạ và hoàng hậu nương nương, hạ quan càng không có mặt mũi nào đối mặt với bách tính thiên hạ. Xin thái tử điện hạ nghĩ lại. Đám thị vệ đồng loạt quỳ xuống, nhất định không chịu nhường đường. Tư Thừa Kiền vừa giận lại vừa bất đắc dĩ, lại bất lực hiểu được lời của thị vệ nói là đúng. Thần bất do kỳ khiến hắn im lặng một lát, sau đó cắn răng lạnh lẽo hạ lệnh. Đi, để lại 6 người theo bản cung, những người khác lập tức đuổi theo Trình Mẫn quận chúa. Vâng, lúc này bọn thị vệ mới đồng loạt nhận lệnh, phân công nhau hành động. Tây Lương Mạt tay cầm đao, lưng đeo cung, một đường theo vết máu vừa rồi nàng cõng Tư Hàm Ngọc trở lại. Vừa rồi tất cả cho rằng nàng bị kích thích quá độ, dựa vào khí phách muốn đi báo thù, nhưng chỉ có chính Tây Lương Mạt hiểu rõ, nàng tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn được nữa. Luồng tà hỏa bốc lên trong người, trong một giây chấp nhận chuyện Tư Hàm Ngọc đã chết cũng hoàn toàn tiêu tan. Cảm giác nóng rát trong đan điền cũng dần dần dịu xuống, không còn bức bối khó chịu nữa. Mà lúc này, kẻ tiểu nhân đê tiện thả gấu kia nhất định đang đắc ý và thấp thỏm. Đắc ý vì mục đích của kẻ đó đã cơ bản hoàn thành, thấp thỏm chính vì chưa xác định người muốn bị hại đã thực sự chết dưới âm mưu quỷ kế hay chưa. Vì vậy, lúc này, kẻ đó nhất định chưa lập tức rời đi mà cố gắng đạt được kết quả xác thực. Nếu nàng gấp rút trở về, nói không chừng có thể trực tiếp báo thù cho Hàm Ngọc. Đáy mắt Tây Lương Mạt hiện lên sắc khí lạnh lạnh, sau đó nhanh chân hơn, bóng người như gió thổi, vận đủ khinh công lướt qua khu rừng. Trên người đã không còn gánh nặng, lại sốt ruột báo thù, tốc độ nàng nhanh gấp đôi lúc chạy trốn con gấu tấn công, gần như thoáng cái đã bỏ lại thị vệ rất xa. Chỉ chốc lát, từ xa xa nàng đã thấy dòng suối xảy ra chuyện, nhưng không thấy hai con gấu gào thét kia đâu nữa, mà chỉ thấy có người đã nhanh chóng tháo dỡ hai chiếc lồng sắt.
Tây Lương Mạn dừng bước, điểm mũi chân yên lặng nhảy lên một cái cây lớn, cành lá rậm rạp. Từ trên chạc cây, nhìn mấy người cách đó không xa. Nếu đang đoán không sai, những người này đã sớm vận chuyển hai con gấu nhốt trong đồng sắt lên Mân Sơn, chỉ chờ bọn họ tới bên bờ suối, đẩy bọn họ vào bẫy. Nhưng hiện tại, Tây Lương Mạn chưa xác định được đối phương nhằm vào Tư Hàm Ngọc, Cẩm Vũ hay là chính nàng. Mà lúc này, nàng chăm chú nhìn, quả nhiên thấy một bóng người vô cùng quen mắt. Nhanh lên một chút, các ngươi tháo xong lập tức trà trộn vào đội săn, sau đó ta sẽ cùng với tiểu thư quay về doanh địa. Một mama già đang chỉ huy, bà ta nhìn về phía bóng người kia lo lắng nói. Không biết kết quả thế nào, à nằm trên mặt đất đã khí vào ít khí ra nhiều, có cần thêm một đao không? Cả hai vị quận chúa kia nữa, hiện nay không biết thế nào rồi. Giọng nói mềm mại êm ái của Tư Hàm Hương lúc này nghe có vẻ dị thường lạnh giá tàn khốc. Nàng ta nói, không cần, tiện nhân Cẩm Vũ dù sống cũng đã tàn phế, bộ dáng kia làm sao có thể lại được lòng ca ca. Về phần Tư Hàm Ngọc cùng Tây Lương Mạn, bản tiểu thư ngược lại muốn xem bọn chúng có vận tốt như vậy hay không. Tư Hàm Hương hơi dừng, tiếc nuối xì một cái. Ta thấy thứ lắm miệng Tư Hàm Ngọc kia bị thú cưng của ta tát cho một vuốt, sống hẳn không được lâu nữa. Thật muốn nhìn vẻ mặt của mẫu phi khi thấy hai cô con gái đều biến thành thế này, nhất định sẽ rất đặc sắc. Mama kia cười nói, chúc mừng tiểu thư đã báo được thù của lệnh phu nhân. Tư Hàm Hương nở nụ cười vừa đắc ý vừa giảo hoạt, sau đó bỗng ảo não hử lạnh. Tây Lương Mạt mới là kẻ gian trá đê tiện, lại dám đổi quần áo với tiện nhân Cẩm Vũ. Nếu không lúc này, nằm ở kia phải là à mới đúng. Nàng vừa dứt lời, một tiếng xé gió vang lên, người hầu đang tháo chuồng sắt, bỗng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó đổ gục xuống đất. Ai? Mama già vươn tay kéo Tư Hàm Hương, đồng thời hô hai hạ nhân khác đang ngẩn ra. Mau, bảo vệ tiểu thư. Thế nhưng vừa dứt lời, một mũi tên dài xé gió trực tiếp xuyên thấu bụng bà ta. Tư Hàm Hương kinh hãi, vừa đỡ mama già vừa hoảng hốt nói, bà Vũ, người sao vậy? Sau đó nàng lập tức ngẩng đầu lớn tiếng hét, kẻ nào, đánh lén sau lưng tính gì là bản lĩnh? Không tính là bản lĩnh, chỉ học theo muội muội ngươi mà thôi. Giọng nói lạnh giá mang theo trào phúng vang lên. Tư Hàm Hương nhìn cô gái toàn thân sát khí từ trên cây nhảy xuống, chậm chậm bước về phía mình, bỗng cả kinh lùi hai bước. Là ngươi, ngươi chưa chết? Tây Lương Mạn hơi nhếch khóe môi, hài hước nói, đúng vậy, bản quận chúa chưa chết, đáng tiếc quá nhỉ. Tư Hàm Hương nhìn nàng bỗng nói, ngươi, vì sao ngươi có võ công? Tây Lương Mạn lấy ra một mũi tên, chậm rãi đưa lên cung, như không để tâm nói, muội muội cũng biết võ đấy thôi, nếu không biết võ thì làm sao giết ngươi được. Tư Hàm Hương tái mặt kinh hãi nói, ngươi dám. Nàng ta vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên lần thứ hai. Một mũi tên nhọn lấy tốc độ sét đánh trực tiếp xuyên thấu đầu bà vú của Tư Hàm Hương. Phập, máu đỏ mang theo huyết thanh màu trắng bắn lên mặt Tư Hàm Hương. Tư Hàm Hương dù giả dối, thủ đoạn hung ác, cũng chưa từng thấy người bị bắn chết gần mình như thế. Nàng ta gần như có thể thấy trong mắt bà vú căng ra. Nghe tiếng cạnh sắt xuyên qua xương sọ, tiếng óc phọt ra, mà bà vú trong khoảnh khắc đấy lại bắt lấy cánh tay Tư Hàm Hương ngã quỵ trên người nàng ta. Tư Hàm Hương bị nhào lên, liền ngã xuống đất, sợ hãi, buồn nôn tràn vào lòng Tư Hàm Hương. Nàng ta nhịn không được hét a một tiếng, không ngừng giãy giụa, đá chân, một lúc sau mới đá được bà Vú kia ra. Bà Vú dường như không thể tin tiểu thư một tay mình nuôi nấng yêu thương lại vô tình đến vậy. Hai mắt trợn trừng nhìn nàng, há miệng muốn nói gì, lại chỉ phát ra được hai tiếng a a, rồi ngã cục, co rúm một lúc rồi không động đậy nữa. Tây Lương Mạn liếc nhìn Tư Hàm Hương té dưới đất, không ngừng thở dốc. Lạnh lùng nói, thế nào? Cảm giác người thân cận chết ngay trước mắt thế nào? Sau đó nàng hơi ngừng, lại nhướng mày nói, đương nhiên, đối với loại người tâm như rắn rết như ngươi, chết một hai người cũng không là gì cả. Tư Hàm Hương thở gấp, tàn bạo trừng mắt nhìn Tây Lương Mặt. Tâm như rắn rết, ngươi thì tốt hơn chỗ nào? Cười người hôm trước, hôm sau người cười, hôm nay ngươi chỉ may mắn mới phát ra hiện ra chúng ta mà thôi. Thế nào, Tư Hàm Ngọc chết rồi phải không? À chết rồi thì liên quan gì tới ngươi? Giả mù sa mưa, làm dáng thế làm gì? Tây Lương Mạt nhìn Tư Hàm Hương bỗng nhếch khóe môi, nở một nụ cười suy ngẫm lạnh giá. Đúng vậy, chúng ta đều tâm như rắn rết như nhau. Không bằng để thử xem là rắn độc ăn rết độc hay rết độc cắn chết rắn độc đây. Được, Tư Hàm Hương không đợi nàng dứt lời, bỗng rút một thanh dao găm, phiếm xanh lam, đâm mạnh về phía Tây Lương Mạt. Động tác cực nhanh, gần như hoàn toàn không khiến người ta đoán trước.
Nhưng Tây Lương Mạt đã sớm phòng bị, Tư Hàm Hương nhanh, nàng càng nhanh hơn. Nàng khoát tay chém thanh dao trong tay về phía Tư Hàm Hương. Tư Hàm Hương bị bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp dùng dao găm đỡ. Một đỡ đã hất thanh trường đao kia ra. Ha, bản lĩnh của ngươi chỉ đến thế thôi. Tây Hàm Hương cười khẩy, đang định thả người nhào tới thì kinh ngạc phát hiện Tây Lương Mạt đã mượn một giây kia, dương cung nhắm ngay mình. Trong giây lát, mũi tên nhọn bắn thẳng về phía nàng ta. Khoảng cách quá gần, thậm chí nàng ta không kịp xoay mình, bắt thấy mũi tên nhọn kia sẽ bắn thẳng vào đầu mình. Tư Hàm Khương tận sức xoay người, tránh được đầu, lại trong nháy mắt cảm thấy trên vai đau nhức. Giây tiếp theo, nàng ta đã bị lực của mũi tên bắn bay ra ngoài, ngã xuống đất. Tư Hàm Khương từ bé được chiều chuộng lớn lên, nào từng bị đau đến thế. Nàng ta hét lên một tiếng, ôm chặt vai. Thế nhưng, ngay sau đó, một mũi tên khác lại bắn xuyên qua đùi phải của nàng ta. Cơn đau tiếp theo khiến Tư Hàm Hương kêu thảm thiết. Nàng ta sợ hãi, lê thân thể về phía sau. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, người tha cho Hương Nhi đi, Hương Nhi biết sai rồi. Tây Lương Mạt liếc nàng ta, lạnh giá hung dữ mỉm cười. Muội muội, chúng ta chơi một trò chơi được không? Thời Vệ Linh Công trước kia từng lấy nô lệ làm nhân thú để săn bắn. Hôm nay là hội săn của Yến ngày xuân, chỉ săn dã thú thì thật vô vị. Không bằng vậy đi, ngươi làm nhân thú bị săn, ta làm thợ săn được không? Nếu ngươi chạy được thì ta sẽ không giết ngươi. Tư Hàm Hương hoảng sợ lắc đầu. Không, tẩu tẩu, ta không muốn. Kẻ ngu cũng biết Tây Lương Mạt tuyệt đối không có ý tốt. Câu trả lời của Tây Lương Mạt chính là một kiếm xuyên thấu đùi phải nhỏ nhỏ của Tư Hàm Hương. Ngươi có chạy hay không? Không chạy ta trực tiếp cho ngươi biến thành bà vú của ngươi. Rồi lột trần ngươi để ca ca của ngươi nhìn thấy tướng chết xấu nhất của ngươi. Tây Lương Mạt lạnh lùng nói, ngữ điệu tàn khốc. Tư Hàm Hương cực kỳ sợ hãi, không dám chống lại, chỉ sợ mình một khắc sau sẽ biến thành bộ dạng buồn nôn như bà vú. Nàng ta xoay người lảo đảo chạy đi. Cơn đau khiến cho nàng chảy máu dọc đường, nhiễm đỏ cỏ cây ven đường, giống tình cảnh của Tư Hàm Ngọc như đúc. Tây Lương Mạt mắt lạnh nhìn tốc độ nàng ta coi như nhanh, trong lòng cười nhạt. Quả nhiên ý chí sống còn của con người là vô cùng, bị thương nặng như vậy mà Tư Hàm Hương còn có thể chạy. Nàng dương cung cài tên, chậm gì gì bắn vào bóng người cách đó không xa. Vèo một tiếng. A! Tư Hàm Hương hét lên một tiếng, động tác chậm lại, vẫn không ngừng chạy tới trước, không dám quay đầu. Một mũi nhọn cắt qua quần áo và da thịt của nàng ta, toàn thân đã nhếch nhác không tả nổi, sợ hãi và lo lắng, đau nhức không thôi. Tựa như một con thú bị nhốt, bị mắc bẫy, bị thợ săn trêu đùa, tiêu khiển. Nàng ta dãy giụa quay cuồng mà vẫn không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Cho đến khi vai nàng bị cắm thêm một mũi tên nữa, gần như chạy hết nổi ngã xuống đất, tức tối cộng thêm tuyệt vọng, nhìn bóng tử thần tiến tới gần. Tây Lương Mạt đang muốn nàng ta hưởng hết tuyệt vọng và phẫn nộ rồi mới giết nàng ta. Khi Tây Lương Mạt lạnh lùng giơ lên cung tên lần nữa, chuẩn bị bắn thủng đầu Tư Hàm Hương, thì một cái roi mềm cuốn lấy cung tên của nàng. Tư Hàm Hương tuyệt vọng ngẩng đầu, sau đó vui mừng gọi ra tiếng: Lưu Phong ca ca, cứu muội! Tây Lương Mạt mắt điếc tai ngơ, tập trung nội lực lên cung tên, đánh văng ra cái roi mềm, lần thứ hai nhắm vào Tư Hàm Hương. Một bóng người tuấn tú xuất hiện theo tiếng quát lạnh: Mạt Nhi, dừng tay! Sợi roi mềm quấn lên trường cung của Tây Lương Mạt lần nữa. Tây Lương Mạt mặt lạnh như băng, nhìn gương mặt tuấn tú của Tư Lưu Phong, nghiến từng chữ: Nó giết Hàm Ngọc, buông tay! Tư Hàm Ngọc lập tức hét ầm lên: Không phải, không phải, không phải muội giết Hàm Ngọc! Ca ca, huynh đừng nghe tẩu tẩu nói bậy, Hàm Ngọc vì bảo vệ nàng ta mà chết, không liên quan gì đến muội. Tây Lương Mạt căn bản lười để ý tới Tư Lưu Phong đang đứng trước mặt mình, đang hoài nghi nhìn mình, không chút khách khí dương cung cài tên lần nữa. Tây Lương Mạt, người làm gì vậy? Tư Lưu Phong bực bội nhăn mày, giữ chặt mũi tên của Tây Lương Mạt. Người tin ta hay tin nó? Lồng nhốt thú dã thú còn ở phía sau kìa, ngươi từ hướng kia đi tới hẳn cũng thấy rồi chứ. Tây Lương Mạt mặt mày tối sầm nhìn Tư Lưu Phong. Tư Lưu Phong nhìn về phía Tư Hàm Hương người đầy máu, đáy mắt thoáng qua một tia giận dữ và sát ý. Vẻ mặt này khiến Tư Hàm Hương run rẩy toàn thân. Nước mắt nàng ta dâng lên, điềm đạm đáng yêu nhìn Tư Lưu Phong, run rẩy nói: Ca ca, ca ca, muội, muội chỉ là... Chỉ là cái gì nàng ta không thể nói rõ, nhưng nàng ta biết Tư Lưu Phong nhất định đã phát hiện điều gì. Tư Lưu Phong im lặng một lát, cuối cùng không buông bàn tay ngăn cản cung tên của Tây Lương Mạt, chỉ khàn giọng nói: Người đã khuất, Mạt Nhi, Hương Nhi đã nhận được một bài học, giết nàng Hàm Ngọc cũng không sống lại được.
Tây Lương Mạt hơi trợn mắt nhìn Tư Lương Phong không dám tin, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ta nhất định phải giết nó thì sao? Mạt Nhi, nét mặt Tư Lương Phong có vẻ thoáng qua một tia đau xót, đừng làm khó ta, ta không thể mất đi hai muội muội trong chốc lát. Tây Lương Mạt quan sát Tư Lương Phong từ trên xuống dưới, khẽ cười nhạt. Tư Lưu Phong, ngươi thật khiến ta buồn nôn. Nếu ta giết nó, có phải ngươi sẽ muốn bỏ ta không? Ừ? Tiểu Bạch không biết bay tới từ lúc nào, hung ác thét chói tai với Tư Lưu Phong. Đúng lúc này, Tư Hàm Hương bỗng như phát hiện điều gì đó, hét ầm lên. Ca ca, là con chim kia, là ả, ả chính là nữ nhân đã nghe trộm trên thuyền đêm đó. Chương 117 Hòa Ly. Bởi vì Tư Hàm Hương hét lên quá đột ngột, Tư Lưu Phong chỉ sững sờ chứ không lập tức phản ứng lại. Ca ca, huynh không nhớ sao? Con vẹt xấu xí Tây Lương Mạt nuôi chính là con chim vừa xấu vừa quấy, đã gọi quạ đen công kích chúng ta. Tư Hàm Hương nhìn Tư Lưu Phong nóng vội kêu lên, chịu đựng cơn choáng váng do mất máu quá nhiều, dùng hết sức chỉ vào Tiểu Bạch trên không trung. Tiểu Bạch rốt cuộc nổi giận, ngửa cổ kêu lên, ca ca ca, người mới là con chim xấu, cả nhà ngươi đều là đồ chim xấu xí. Ông đây là hậu duệ của Phượng Hoàng và Diều Hâu, là thần điểu biết không? Ngay sau tiếng kêu chói tai của Tiểu Bạch, bỗng sâu trong rừng rậm liên tiếp vang lên tiếng chim hót, hoặc réo rắt, hoặc sắc nhọn đủ loại, không dứt như hô hào hưởng ứng. Rồi trong rừng bỗng ảo ra một đám quạ đen, không báo trước ùa về phía Tư Hàm Hương mãnh liệt cắn mổ nàng ta. Tư Hàm Hương sợ hãi trợn trừng mắt hét lên, liều mạng xua tay, muốn đuổi đám quạ đen này đi. Vừa sợ vừa đau, dù Tư Hàm Hương tập võ thân thể tốt hơn tiểu thư khuê khác, tay không thể nâng nặng, vai không thể vác nhiều, thì cũng không chịu nổi giày vò thế này, hai mắt trợn ngược liền ngất đi. Giờ Tiểu Bạch mới đắc ý, hét kẹt một tiếng, đám quạ lại vỗ cánh bay đi. Ánh mắt Tư Lưu Phong chỉ lạnh nhạt liếc qua Tư Hàm Hương bị cào mặt bê bết máu, nằm trên mặt đất, rồi yên lặng dừng trên mặt Tây Lương Mặt, phức tạp lại cổ quái nhìn nàng chằm chằm hồi lâu. Thì ra... Hắn trầm trước dùng từ, nhân tiện sắp xếp lại thông tin đánh sâu vào nhận thức rồi mới tiếp tục nói, thì ra là ngươi. Đúng vậy, người trên thuyền ngày ấy chính là ta. Trong khoảnh khắc Tây Lương Mạt quyết định báo thù cho Tư Hàm Ngọc, nàng không tính che giấu nữa nên thẳng thắn thừa nhận. Tư Lưu Phong không ngờ nàng thừa nhận sảng khoái như thế, giờ phút này hắn thậm chí không biết mình nên có phản ứng như thế nào. Nhưng chỉ một lát sau, hắn liếc nhìn nàng, giọng nói nghe không ra vui giận. Vì sao? Người phía sau ngươi là ai? Lẽ nào là quốc công gia? Tây Lương Mạt lạnh nhạt nói, người phía sau ta là ai không quan trọng, tiểu vương gia cũng không cần biết, ngài chỉ cần biết Tư Hàm Hương ta không thể không giết. Tránh ra. Lẽ nào phía sau ngươi còn có những người khác sai ngươi làm vậy? Vì sao? Mục đích của các ngươi là gì? Ánh mắt Tư Lưu Phong dần sắc bén, giọng điệu cũng khí thế bức người, bàn tay cầm cung tên của Tây Lương Mạt không có ý rời đi. Tây Lương Mạt cười khẩy một cái, nhìn hắn. Tiểu vương gia, xem ra chúng ta không tư duy cùng một đường rồi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu chẳng sai. Cũng không ngờ ngươi có thể vì một muội muội thứ xuất mà bỏ mặc muội muội chính xuất khác thấy chết không cứu. Chẳng biết ai mới là người bên gối của ngươi đây. Tư Lưu Phong nén giận. Ngươi lừa ta, mà lẽ nào không thấy một chút áy náy? Tây Lương Mạt nhìn hắn rồi bỗng bật cười. Vốn cũng có. Nhưng khi ta phát hiện tiểu vương gia ngươi cũng không đơn giản thì dễ chịu hơn nhiều, đúng không? Tư Lưu Phong ngẩn ra, hắn chưa từng thấy Tây Lương Mạt như thế này, chua ngoa giả dối, lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy. Hắn nhăn mày nhìn nàng như chưa từng gặp nữ tử trước mặt. Rốt cuộc ngươi là ai? Tư Lưu Phong nghiêm giọng nhìn Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt cười như có như không nhìn hắn. Tiểu vương gia ngươi đang nói chuyện cười à? Lẽ nào còn có người dám giả mạo trinh mẫn quận chúa? Khi đang nói, nàng bỗng run cánh tay, nội lực hóa thành hàn khí tập trung vào cung trên tay. Tư Lưu Phong không đề phòng, nhất thời cảm thấy cung tên như hàn băng ngàn năm, hắn buông tay theo bản năng. Ngón tay Tây Lương Mạt lập tức kéo căng dây cung, mũi tên đuôi trắng sắc bén mang theo sát ý phóng về phía Tư Hàm Hương nằm trên mặt đất. Tư Lưu Phong kinh hãi, hắn không ngờ Tây Lương Mạt nói ra tay là ra tay, còn nhất định muốn giết Tư Hàm Hương trước mặt mình. Hắn không kịp ngăn cản động tác của Tây Lương Mạt, chỉ có thể nhanh tay, vung roi tạo thành một đường cong xinh đẹp giữa không trung, nhảy mắt cuốn về phía Tư Hàm Hương. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, hắn đã kéo Tư Hàm Hương rời khỏi vị trí, nhưng mũi tên vẫn đến, chỉ nghe phập một tiếng, đi cùng nó là tiếng kêu đau đớn của Tư Hàm Hương còn đang hôn mê. Mũi tên kia đã cắm vào ngực phải của nàng ta.
Nhưng bởi vì độ chính xác đã thay đổi, hơn nữa kình khí từ đầu roi của Tư Lưu Phong khiến cho mũi tên chật hướng, chỉ hơi cắm vào ngực phải của Tư Hàm Hương. Trên mắt Tây Lương Mạt lóe lên tia sáng lạnh, nàng liếc Tư Lưu Phong. Tư Lưu Phong, ngươi ngăn được một lần, chẳng lẽ còn ngăn ta được lần thứ hai, thứ ba sao? Nàng hơi ngừng, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng. Người muốn nữ nhân gì mà không có, Tư Hàm Hương cũng là không tính là vưu vật. Có đáng để ngươi che chở vậy không? Hay ngươi thích cảm giác được muội muội cùng dòng máu ái mộ? Nàng không tin Tư Lưu Phong không nhận ra tình cảm của Tư Hàm Hương đối với hắn. Tư Lưu Phong liền giận dữ, mắt lạnh liếc Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Hơn nữa ngươi đừng quên, ngươi vẫn là nữ nhân của ta, thế tử của ta, là thiếu vương phi Đức Vương phủ, xuất giá tổng phu. Lẽ nào ngươi muốn trái lời phu quân của ngươi? Nếu ngươi còn làm càn như thế, đừng trách ta một tờ hưu thư bỏ ngươi. Tây Lương Mạt nhìn hắn, đáy mắt thoáng qua một chút suy ngẫm. Nàng chậm rãi cười giễu cợt. Tốt thôi, nếu tiểu vương gia đã nghĩ kỹ rồi thì sau này chúng ta đường ai nấy đi. Ta nghĩ Đức Vương phi nhất định sẽ thích tin tức này. Thế nào, dùng hưu thê dọa nàng chứ? Có lẽ hầu hết phụ nữ trên thế gian này đều sợ hưu thư và đồn đại, nhưng thật không khéo, nàng lại không phải là một trong số đó. Nàng hơi dừng rồi nói rõ từng chữ một. Có điều, không phải là hưu thê, mà là hòa ly. Tư Lưu Phong thật không ngờ Tây Lương Mạt lại không thèm để ý đến sự uy hiếp của mình, thậm chí còn sảng khoái đồng ý, nhất thời nét mặt không nhịn được xa sầm xuống. Người có ý gì? Tây Lương Mạt, người đã gả vào Đức Vương phủ ta. Từ nay về sau, sống là người của Đức Vương phủ, chết là bà của Đức Vương phủ. Nếu bản vương không mở miệng, người làm gì được? Tây Lương Mạt nhíu mày cười lạnh. Thật không? Đức tiểu vương gia, ngươi còn muốn nhận thê tử là ta, không sợ ta sẽ xuống tay với Tư Hàm Hương bất cứ lúc nào hay sao? Hơn nữa, ngươi thật sự muốn giữ ta lại, không sợ bản quận chúa không cẩn thận nói lỡ chuyện Đức tiểu vương gia là giáo chủ Thiên Lý giáo gia à? Không biết ngự sử và vệ hạ biết tin tức này sẽ nhìn tiểu vương gia thế nào đây, nhìn Đức vương phủ thế nào đây? Nếu chụp cho ngài tội danh mưu nghịch thì không tốt lắm đâu. Tư Lưu Phong chấn động, ánh mắt sắc bén như kiếm, đầy sát khí bắn về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt, người chớ nói bậy. Tây Lương Mạt chậm rãi vút ve trường cung trong tay. Là bản quận chúa nói bậy hay là tiểu vương gia hồ đồ đây? Không phải tiểu vương gia sợ ta biết tiết lộ bí mật của ngươi nên mới muốn khống chế ta trong tay ư? Một khi đã vậy, bản quận chúa thật lòng khuyên ngươi một câu. Chúng ta vui vẻ hợp vui vẻ tan. Dù sao cũng vợ chồng một hồi. Đương nhiên nếu tiểu vương gia nghĩ có thể giết ta ở đây mà thần không biết quỷ không hay thì lại là một chuyện khác. Nàng đã trông thấy sát khí trong đáy mắt Tư Lưu Phong. Tư Lưu Phong nhìn nàng, vẻ mặt bất định, một lát sau bỗng mềm giọng. Mạt Nhi, nàng cũng nói chúng ta một hồi vợ chồng. Nếu đã vậy, vì sao chúng ta không thể tương kính như tân giống như trước đây? Lẽ nào bản vương đối với nàng còn chưa đủ tốt? Chỉ cần nàng bằng lòng trở về, bản vương vĩnh viễn không truy cứu chuyện trước kia. Nếu nàng vì không thích Tĩnh Vũ, bản vương sẽ để nàng ta làm nha hoàn là được. Nàng sẽ biết tấm lòng của bản vương đối với nàng. Tây Lương Mạt nhìn hắn chậm rãi nói, cũng không phải không tốt, bề ngoài tiểu vương gia coi như tạm được, Mạn Nhi từng tính cứ thế tiếp tục, chấp nhận cả đời, dù sao nữ tử cũng phải lập gia đình. Mạt Nhi cũng không mong tiểu vương gia cho ta cái gì, ngươi tự đi ôm mỹ nhân kiều thiếp của ngươi, ta làm vương phi kiêu ngạo của ta, làm một đôi vợ chồng đồng sang dị mộng cũng được, chỉ tiếc nước Đức Vương phủ quá sâu. Chỉ cần không cẩn thận rơi xuống là mất xác, Mạt Nhi sợ chết lắm đấy. Nàng nhìn ngu lắm à? Trở mặt đến vậy rồi nàng còn lao vào. Ai biết khi nào thì Đức tiểu vương phi này sẽ lặng lẽ không một tiếng động mà không còn. Huống hồ nàng hơi chán cuộc sống ở Đức vương phủ rồi. Nếu có một ngày bọn họ vì mưu nghịch mà bị Bách Lý Thanh xét nhà chém đầu, nàng chẳng phải chịu tội vô cớ ư? Lão yêu nghìn năm Bách Lý Thanh kia nhất định sẽ rất sung sướng nhìn thấy nàng cầu xin hắn, hoặc vì ăn nhờ ở đậu mà không thể không nịnh nọt lấy lòng hắn. Cho nên từ khi trở về từ Lạc Dương, Tây Lương Mạt trên cơ bản đã quyết định nếu có cơ hội phải sớm ngày rời khỏi Đức Vương Phủ mới là thượng sách. Lệnh bài gì đó có thể tra sau bằng cách khác. Con người không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà vẫn không thay đổi. Lúc trước nàng đi sai một nước, nhảy vào cái ao tù Đức Vương Phủ. Nay tất nhiên phải sớm thoát thân. Tư Lưu Phong nghe nàng nói như vậy, tuy có vẻ giống như tự diễu, nhưng rõ ràng có ý không để hắn trong lòng, chẳng qua là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi. Một cảm giác tức giận, không thoải mái, khó hiểu khiến Tư Lưu Phong mất kiểm soát. Sắc mặt hắn càng xa sầm xuống. Nghĩ tới Tư Lưu Phong hắn xuất thân cao quý, là đệ nhất giai công tử kinh thành, bao nhiêu danh viện thục nữ,
Mong được hắn liếc mắt một cái. Lúc trước hắn chọn lâu như vậy mới chọn trúng nàng, vốn tưởng rằng Tây Lương Mạn không mừng rỡ như điên thì cũng phải một lòng ngưỡng mộ hắn. Hắn nhớ rõ ràng ngày ấy trong tiểu lâu, hắn đã thấy sự ái mộ trong mắt nàng không phải sao? Giọng nói của Tư Lưu Phong vừa chậm vừa lạnh. Mạt Nhi, lúc trước vì người có mỹ danh dịu dàng hiền đức, lại nghĩ hai ta trong lòng có nhau, nên bản vương thậm chí mạo hiểm bị chỉ trích thay lòng đổi dạ, từ chối hôn sự với tiểu thư Tây Lương Đan để một lòng xin cưới ngươi. Không ngờ tất cả chỉ là bản vương tự mình đa tình sao? Tây Lương Mạt thản nhiên nói, tiểu vương gia, ngươi thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Thừa nhận lúc trước chúng ta chỉ theo nhu cầu khó vậy sao? Nếu ngươi thật sự muốn lấy tứ tiểu thư đã hỏng thanh danh lại hủy dung mạo kia của ta, thì sao có thể vì một lần vô tình gặp mặt tại tiểu lâu mà đổi ý? Hơn nữa, Mạn Nhi đây, tuy không hiền lành, dịu dàng như ngươi tưởng, nhưng cũng chưa từng làm hỏng thanh danh đức vương phủ ngươi. Nàng lại nói, Mạn Nhi thậm chí tùy tiểu vương gia, ngươi lấy người ngươi thích để nàng ta sinh con nối dòng, tự thấy không có lỗi gì với đức vương phủ các ngươi. Ta không lấy của đức vương phủ ngươi một lượng bạc nào thì cũng không thích người ta nợ ta. Mặc kệ tiểu vương gia muốn làm cái gì, Mạn Nhi cũng không thể dùng tính mạng người thân để giúp ngươi một tay, giống như một thanh bảo đao chỉ để trong mật thất để ngắm mà không thể dùng. Không bằng tiểu vương gia nhìn xa một chút, chọn mỹ nhân quyền quý khác, có lẽ có tác dụng với tiểu vương gia, không phải sao? Tư Lưu Phong nhìn Tây Lương Mạn, ánh mắt âm trầm, hắn cười lạnh ra tiếng. Xem ra bản vương thật không hiểu người bên gối, tiểu vương phi của bản vương nhanh mồm nhanh miệng vậy mà lại không biết. Tây Lương Mạn nhìn Tư Lưu Phong đưa tay về phía thanh kiếm trên người. Tiểu vương gia, muốn ra tay đấy à? Tư Lưu Phong thản nhiên nói, bản vương sẽ không giết vương phi của mình, nhưng bản vương cũng không cho phép nữ nhân của bản vương khiêu khích quyền uy của bản vương. Có lẽ sẽ để cho vương phi ngươi ngoan ngoãn theo bản vương hồi phủ tĩnh dưỡng một thời gian, hẳn là còn chút tác dụng. Dứt lời hắn vung tay lên, vài tên thị vệ thân hình cường tráng không biết từ đâu nhảy ra, lập tức rút đao kiếm, vây Tây Lương Mạt ở giữa. Tư Lưu Phong quyết định bắt Tây Lương Mạt mang đi trước, chỉ cần có người trong tay, những chuyện khác đều dễ giải quyết. Tây Lương Mạt nhìn mấy tên thị vệ xung quanh, huyệt thái dương của bọn họ đều nổi gân xanh, thân mình khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là cao thủ nội lực, ước chừng là tử sĩ của Tư Lưu Phong. Nàng đương nhiên hiểu ra ý đồ của hắn, cười như có như không nói. Cũng đúng, nhắc mới nhớ còn chưa lĩnh giáo võ công của tiểu vương gia đâu. Nếu tiểu vương gia muốn động thủ, bản quận chúa đương nhiên tiếp. Nói rồi nàng bỗng nâng cung lên, hướng về phía Tư Lưu Phong, mũi tên nhọn mang theo cương khí sắc bén, đâm thẳng vào ngực hắn. Tư Lưu Phong lập tức khoát kiếm, thân mình xoay chuyển tránh thoát mũi tên nhọn. Ngay khi đó, Tây Lương Mạt lại rút ra ba mũi tên dài nữa cài lên cung, nhắm vào hắn, dường như không hề nhìn thấy tử sĩ giơ đao bổ về phía mình. Trong lòng Tư Lưu Phong bỗng căng thẳng khó hiểu, tiếng cười lạnh. Chỉ bằng lực tay của ngươi mà cũng kéo căng được dây cung bắn ba tên à? Chẳng bằng đấu với tử sĩ của bản vương trước đi. Cho dù nữ tử võ nghệ cao cường, nội lực dư thừa mà không được huấn luyện đặc biệt, cũng không thể kéo trường cung bắn nhiều tên đến thế. Tây Lương Mạt lập tức thả mũi tên nhọn ra ngoài. Thế sao? Tư Lưu Phong thấy quả nhiên ba mũi tên bay một nửa đã mất chính xác, đang định cười Tây Lương Mạt thì thấy thân mình nàng bỗng cong lên, lấy một độ cong không thể tưởng tượng nổi, tránh thoát trường đao của tử sĩ từ phía sau. Tay nàng như quỷ mị, ngay sau đó đặt trên cổ tay tử sĩ. Tử sĩ kia thậm chí còn không hiểu vì sao lại thế này, chỉ cảm thấy cổ tay tê cứng, sau đó trường đao tức khắc rời tay. Tay Lương Mạt bắt lấy trường đao, không chút khách khí khom người đánh về phía hạ thân của tử sĩ. Nếu tử sĩ kia không có kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn Tây Lương Mạt, lập tức bỏ qua cân bằng cơ thể, ngã thẳng về phía sau mới tránh khỏi vận mệnh bị một đao chém thành thái giám. Nhưng dù vậy, bụng hắn vẫn bị Tây Lương Mạt chém rách một vết lớn, máu cùng ruột chảy ra ồ ồ. Tử sĩ sắc mặt trắng bệch ngã ngồi dưới đất, gào thét không ngừng, tạm thời mất đi sức lực chiến đấu. Tư Lưu Phong trong lúc giao thủ vừa rồi đã biết Tây Lương Mạt mạnh, lại không ngờ Tây Lương Mạt mạnh đến thế này. Nàng không sợ máu, cũng không sợ trên tay có mạng người. Hắn âm trầm nhìn Tây Lương Mạt, người quả là tàn nhẫn. Tây Lương Mạt một đao ngăn lại một tử sĩ đang đánh úp, lại cười nói, như nhau thôi. Đây gọi là nhất lực phá thập hội. Lúc trước, Bách Lý Thanh từng chuyên môn nhắm vào nhược điểm nàng là nữ, nên không thể cạnh mạnh chống lại nam tử, đặc biệt huấn luyện nàng võ công mềm, ác, độc. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất, một kích giết đối phương hoặc khiến cho đối phương mất đi năng lực phản kháng.
Nay xem ra quả nhiên rất thành công, sư phụ đại nhân của nàng hẳn cũng vui vì nàng giết người không nương tay. Ánh mắt Tư Lưu Phong phát lạnh, trực tiếp rút kiếm của mình phi thân về phía Tây Lương Mặt. Lúc này không phải lúc so dũng khí, xính anh hùng. Thân phận Tây Lương Mặt đặc biệt, lại biết quá nhiều, còn hắn thậm chí không biết sau lưng nàng là ai, có mục đích gì, cho nên hắn phải nhanh chóng bắt được nàng, không thể để người khác có cơ hội nhìn thấy nàng. Hơn nữa, hắn thật sự không thích nữ nhân của mình ngỗ nghịch mình thế này. Nàng đừng mơ rời khỏi hắn. Tây Lương Mạt nhận ra mục đích của hắn, cũng chính vì thế nàng mới nhiều lời với hắn như thế, để rồi kéo dài thời gian. Còn lúc này, nàng lấy cái còi ra, chuẩn bị lệnh cho Tiểu Bạch tới chợ chiến. Ngay lúc song phương chuẩn bị dồn lực đọ sức thì trong rừng bỗng vang lên tiếng động, sau đó một thị vệ mặc đồ ngự lâm quân xông ra. Hắn vừa thấy Tây Lương Mạt liền mừng rỡ, quay đầu dùng nội lực hô với trong rừng: "Tìm thấy rồi, tìm thấy Trinh Mẫn quận chúa rồi, nàng ở đây, tức tốc báo cho thái tử ra." Lời vừa ra, nhất thời những người khác trong rừng liên tiếp truyền đi, không ngừng có ngự lâm quân từ trong rừng nhảy ra. "Tìm được quận chúa rồi, bẩm báo thái tử ra." Chỉ chốc lát, một lượng đông người ngựa đi đường vang lên. Mặt mày Tư Lưu Phong hiện lên một tia hoài nghi, nhưng phản ứng cực nhanh, ra hiệu bằng mắt với nhóm tử sĩ của mình. Hai tử sĩ không bị thương, nâng tử sĩ đang hấp hối lên, thừa dịp hỗn loạn che giấu dấu vết rồi biến mất trong rừng cây bên cạnh. Chỉ lát sau, nhóm người kia đã tới trước mặt hai người. Người cầm đầu cưỡi một con ngựa truy phong, đạp vân trắng như tuyết, mặc một bộ hồ phục ống tay hẹp dài màu đen, đặc chế từ gấm tứ xuyên, thêu rồng vàng bốn vuốt, dáng người cao lớn, chính là thái tử Tư Thừa Kiền. "Người không có chuyện gì, thật tốt quá." Tư Thừa Kiền thấy nàng bình yên đứng đó, bất giác thả lỏng khóe môi mím chặt. Hắn nhìn nàng vẫn lưng đeo trường cung, tay cầm trường đao, vẻ mặt lạnh lùng, tư thế oai hùng, trong lòng bỗng rung động. Đang định nói gì thì nhạy cảm phát hiện bầu không khí có hơi thở bất thường. Tư Thừa Kiền nhìn lại mới phát hiện ra Tư Lưu Phong cũng đứng đó, một tay trường kiếm, một tay nhuyễn tiên, mà Tây Lương Mạt giơ cao trường đao, toàn thân căng cứng, bày ra tư thế đề phòng Tư Lưu Phong. Hắn không khỏi hồ nghi nhìn hai người. "Trình Mẫn, ngươi và Phong đệ đệ làm gì vậy?" Tư Lưu Phong lập tức há mồm muốn nói: "Không có gì." Nhưng Tây Lương Mạt ngắt lời hắn: "Đúng là không có gì, chỉ là Trinh Mẫn và Tiểu Vương gia đang chuẩn bị hòa ly, Tiểu Vương gia khó chịu trong lòng nên động tay." Tư Lưu Phong tức giận không cố giữ bình tĩnh, cười nhẹ nói: "Thái tử gia, người đừng nghe Mạt Nhi nói bậy, vừa rồi chúng ta chỉ nhìn thấy có gấu qua đây nên mới rút kiếm thôi." Dứt lời, hắn thậm chí tiến lên ý đồ giữ chặt tay Tây Lương Mạt, nhỏ giọng nói như thầm oán: "Mạt Nhi, ở trước mặt thái tử gia còn không biết kiềm chế tính tình, không biết nặng nhẹ này. Mấy ngày trước quốc công gia còn cùng vi phu thương thảo đại sự trong triều, chẳng lẽ nàng muốn để người khác nghĩ vợ chồng chúng ta bất hòa, hài phủ bất hòa sao? Cẩn thận khiến người không biết chuyện lại tổn hại thanh danh của nàng." Tây Lương Mạt sao có thể không nghe ra uy hiếp trong những lời nói này, định dùng phủ Tĩnh quốc công và danh dự của nàng để uy hiếp nàng, ám chỉ nàng tốt nhất đừng nói lung tung, nếu không sẽ thế này thế nọ sao? Có lẽ chiêu này có tác dụng với nữ tử khác, nhưng lại không bao gồm Tây Lương Mạt nàng. Chỉ cần phủ Tĩnh quốc công không bị hoàng đế hỏi tội, vẫn còn cái xác không ở đây, nàng hoàn toàn không quan tâm Tĩnh quốc công sẽ thế nào. Nàng còn dám bán kế hoạch bí mật của Tĩnh quốc công ẩn giấu 3 năm cho Từ Lễ Giám, làm gì có chuyện sẽ để ý cái này. Ở thời điểm ánh mắt hoài nghi của Tư Thừa Kiền dừng trên người mình, Tây Lương Mạn không chút khách khí đánh một chưởng về phía ngực Tư Lưu Phong. "Tiểu vương gia, chúng ta người thông minh không nói tiếng lóng, hôm nay Tư Hàm Gương làm chuyện tốt, nay nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi vì muốn bảo vệ thanh danh của Đức Vương phủ thậm chí không để ý đến thị thiếp mang thai và tính mạng của ta. Nhưng Mạt Nhi không phải là người có thể tha thứ kẻ khác ức hiếp, một khi đã vậy chúng ta hòa ly đi, lát nữa đi gặp thánh thượng để bệ hạ quyết định thị phi đúng sai." Tư Lưu Phong không ngờ Tây Lương Mạt sẽ đánh lén hắn, cũng nhờ hắn phản ứng nhanh, chỉ bị một trưởng phong quét qua ngực. Tuy rất tức ngực, nhưng may không bị thương nặng. Hắn không tưởng được Tây Lương Mạt sẽ nói hết ra như vậy, tức đến sắc mặt trắng bệch. Hắn ôm ngực, gương mặt tuấn tú vặn vẹo. "Tây Lương Mạt." Bọn ngự lâm quân ở đây rất bất ngờ được xem tiết mục vợ chồng trở mặt thành thù, đồng loạt giật mình ngẩn ra. Tư Thừa Kiền phản ứng rất nhanh, hắn thản nhiên nhìn Tư Lưu Phong. "Phong đệ, mời ngươi tự trọng, Trinh Mẫn dù thế nào cũng là chính nữ của Tĩnh quốc công, còn là quận chúa bệ hạ thân phong. Chuyện hôm nay quả là có nhiều điểm đáng ngờ, không bằng trình việc này lên phụ hoàng, mời phụ hoàng thánh tài." Dứt lời, Tư Thừa Kiền nhìn về phía Tây Lương Mạt, giọng nói vừa như mê hoặc vừa như lạnh nhạt, nhưng vẫn có thể nghe ra một tia thân thiết.
Trình Mẫn, ngươi cùng bản cung về doanh địa trước. Phụ hoàng nghe tin các ngươi bị tập kích thì vô cùng nóng ruột, đang sai người tìm ngươi khắp nơi. Hàm Ngọc đâu? Tây Lương Mạt nhìn Tư Thừa Kiền không tiếp lời, chỉ đột nhiên hỏi. Nghe tên Tư Hàm Ngọc, cơ mặt Tư Lưu Phong hơi giật giật, ra chiều đau đớn. Tư Thừa Kiền gật đầu trầm giọng nói. Hàm Ngọc, ngự y đã làm theo lời ngươi dặn, ngươi có thể đi xem, Đức Vương Phi đã ở đó. Lần này Tây Lương Mạt tuyệt đối không khách khí, lập tức gật đầu, hỏi Tư Thừa Kiền lấy một con ngựa, rồi lưu loát xoay người lên ngựa, không thèm nhìn Tư Lưu Phong bên cạnh một mắt, trực tiếp thúc ngựa đi về phía đường xuống núi, theo sự dẫn dắt của thị vệ ngự lâm quân. Tiểu Bạch cạc cạc, thét chói tai hai tiếng, sải cánh bay theo Tây Lương Mạt. Tư Thừa Kiền nhìn thoáng qua sắc mặt cứng nhắc của Tư Lưu Phong, sau đó lạnh nhạt chuyển đầu ngựa, thúc ngựa chạy vội theo Tây Lương Mạt. Tư Lưu Phong nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, vẻ mặt dần trở nên lạnh như băng. Thái tử, rất quen thuộc với tiểu vương phi của hắn ư? Thái tử gia trước này kiêu ngạo, bình tĩnh, tự trọng, mà cũng bất giác lộ ra vẻ quan tâm chưa từng có với bất cứ nữ nhân nào, thật là làm cho người ta cảm thấy khó tin. Hay là người phía sau Tây Lương Mạt chính là thái tử? Vậy quan hệ giữa nàng và thái tử là gì? Tư Lưu Phong càng nghĩ, vẻ mặt càng thêm âm trầm dữ tợn. Nếu bọn họ sớm có quan hệ, sau lưng hắn làm chuyện không nên làm, hắn nhất định không bỏ qua cho đôi gian phu dâm phụ này. Vì sao còn chưa có tin tức của quận chúa? Tuyên Văn Đế đang đi qua đi lại, lo lắng bất an trong trứng bồng của mình. Ngay cả tiểu liên tử ở bên cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể nói, bệ hạ yên tâm, quận chúa cát nhân thiên tướng, không có chuyện gì đâu. Lời còn chưa dứt, mảnh trứng bồng đã bị người ta vén lên. Tư Thừa Kiền đi tới, tiểu liên tử lập tức khom mình hành lễ với hắn. Tư Thừa Kiền giơ tay ngăn, kính cẩn chắp tay nói với Tuyên Văn Đế. Phụ hoàng, nhi thần may mắn không phụ sứ mệnh, đã dẫn Trình Mẫn muội muội trở về. Sao? Tuyên Văn Đế vui vẻ nhìn ra phía sau hắn, vội la lên. Người đâu? Trình Mẫn có bị thương không? Thưa bệ hạ, may mắn được uy long của bệ hạ phù hộ, Trình Mẫn không có gì đáng lo. Tây Lương Mạt từ phía sau Tư Thừa Kiền tránh ra, khom người muốn bái tạ hoàng đế. Tuyên Văn Đế lập tức tiến lên nâng nàng dậy, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, rồi mới như phụ thân lo lắng cho con gái, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, ngươi có biết trẫm lo lắng thế nào không? Tư Thừa Kiền lạ lùng nhìn Tây Lương Mạt và Tuyên Văn Đế một cái, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Tây Lương Mạt ngược lại tuyệt đối không thấy lạ với ngữ khí của Tuyên Văn Đế, mỉm cười, đa tạ vệ hạ quan tâm. Tuy Trình Mẫn không sao, nhưng có một việc muốn nhờ. Tuyên Văn Đế vốn vì Tây Lương Mạt bình an trở về mà long tâm vui mừng, không ngừng cười nói. Nói đi, đứa bé, chỉ cần ngươi nói chậm có thể làm, nhất định sẽ làm được. Lúc này, ánh mắt Tư Thừa Kiền càng sâu lắng gắn chặt trên người Tư Lương Mạt. Có thể làm, nhất định sẽ làm được. Trên thế gian này, có mấy người có được một câu như vậy của thiên tử, cho dù là sủng phi hậu cung của hắn, người sinh con nối dõi cho hắn cũng không. Tây Lương Mạt lưu loát nói, thưa bệ hạ, Trinh Mẫn muốn hòa ly với Đức Tiểu Vương gia. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Tư Thừa Kiền, mọi người trong trướng đều hít vào một hơi. Hòa ly? Tuyên Văn Đế giật mình, sau đó nhăn mày hỏi, vì sao? Tây Lương Mạt đơn giản kể lại chuyện, nàng có thể nói một lần. Đương nhiên, không nói chuyện thiên lý giáo, chỉ nói Tư Hàm Hương, ghen tị cùng Tư Lưu Phong bao che khuyết điểm, khiến nàng không thể chấp nhận. Tuyên Văn Đế nghe vậy, nhìn Tây Lương Mạt một cái thật sâu. Người đã nghĩ kỹ chưa? Tây Lương Mạt gật đầu, vĩnh viễn không hối hận. Tuyên Văn Đế thấy vậy mỉm cười. Được, chậm chuẩn tấu. Một lời của thiên tử chính là thánh chỉ, không thể sửa đổi. Từ nay về sau, Trinh Mẫn quận chúa chỉ là Trinh Mẫn quận chúa, không còn là tiểu vương phi của Đức Vương Phủ. Có điều mọi người vẫn thở dốc vì kinh ngạc, bệ hạ sủng ái quận chúa quá đáng, thậm chí không sai người đi kiểm chứng lời quận chúa nói, cũng không trưng cầu ý kiến của Đức Vương Phủ và Phủ Tĩnh Quốc Công. Quận chúa nói vậy thì liền hạ ý chỉ. Chương 118, Vô Thương. Tư Lưu Phong vừa đi tới gần trướng bồng đã nghe thấy câu này, lập tức như có một chậu nước lạnh rồi thẳng xuống đầu hắn. Hắn đứng ngẩn ra bất động. Tư Lưu Phong quả thật không ngờ hoàng đế lại trực tiếp đồng ý yêu cầu của Tây Lương Mạt, thậm chí ngay cả gọi hắn vào hỏi chuyện cũng không, chứ đừng nói bận tâm đến mặt mũi Đức Vương Phủ và Phủ Tĩnh Quốc Công. Lúc này, trong trướng bồng, tiếng nói cảm kích của Tây Lương Mạt lại truyền ra. Đa tạ bệ hạ thành toàn cho Mạt Nhi. Mạt Nhi vô cùng cảm kích.
Hoàng đế nhìn vẻ thở phào nhẹ nhõm trên gương mặt Tây Lương Mạn, trong lòng hắn cũng vui vẻ, càng cảm thấy giống như thành toàn cho tâm ý của hắn, nhân tiện nói: "Mạn nha đầu, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, gọi ngự y tới chẩn trị cho ngươi, lát nữa trẫm sẽ bảo Đinh Công Công soạn thư hỏa ly, quay về chiều sẽ chiêu cáo thiên hạ." Tây Lương Mạt lần thứ hai khom mình tạ ơn, sau đó im lặng một lát lại nói: "Mạt nhi muốn đi xem Hàm Ngọc, dù sao Hàm Ngọc vì cứu Mạt nhi nên mới hương tiêu ngọc vẫn." Hoàng đế vuốt chỏm râu gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi: "Mạt nhà đầu cũng là người trọng tình trọng nghĩa, không uổng công Hàm Ngọc nhà đầu liều mạng cứu ngươi, ngươi đi tiễn nàng một đoạn đường đi." Tây Lương Mạt đang định bái tạ rời đi thì hoàng đế bỗng nói: "Chờ một chút." Sau đó hắn nhìn về phía Liên Công Công nói: "Người cùng Trình Mẫn quận chúa đi tiễm Hàm Ngọc quận chúa đoạn đường, nói là ý chỉ của trẫm. Hàm Ngọc quận chúa trung thục nhu huệ, quên mình vì người, là điển phạm của nữ tử trong thiên hạ, đặc biệt sắc phong làm trung thục công chúa, sau khi hồi kinh dùng lễ chế công chúa hạ táng, hưởng thái miếu cung phụng." Liên Công Công tức khắc chắp tay đáp lời. Tây Lương Mạt ngược lại không ngờ Tuyên Văn Đế lại bằng lòng ban thưởng lễ tang trọng thể cho Tư Hàm Ngọc. Tuy nói người chết như đèn tắt, vinh hoa phú quý đều là công dã tràng, thế nhưng đối với Đức Vương Phi mà nói, coi như cũng là một loại bồi thường. Tây Lương Mạt lần nữa bái tạ Hoàng đế. Tuyên Văn Đế muốn tiến lên nâng nàng dậy, thế nhưng Tây Lương Mạt kiên quyết quỳ xuống, chỉ nói: "Bệ hạ, thần nữ thay Hàm Ngọc tạ ơn ân điển của bệ hạ, nhất định phải bái." Tuyên Văn Đế nghe vậy thì không can ngăn nữa, tùy nàng làm xong đại lễ, sau đó cùng Liên Công Công rời đi. Tuyên Văn Đế nhìn bóng lưng Tây Lương Mạt không khỏi mỉm cười, lẩm bẩm như tự nói với mình: "Nhà đầu kia nhìn như dịu dàng uyển chuyển, tính tình lại quật cường như mẫu thân nàng." Không biết từ khi nào, một bóng người màu tím chậm rì rì đi ra khỏi bình phong sau chướng bồng. Bách Lý Thanh đặt một chồng tấu chương đã xử lý xong lên bàn, lời biếng nói: "Đúng vậy, Trinh Mẫn quận chúa quả là quật cường đến thú vị. Dám không hỏi ý hắn, đã tự quyết định hòa ly, lá gan của tiểu hồ ly càng lúc càng lớn. Có điều, không thể phủ nhận là hắn cảm thấy đây coi như một tin tức không tệ." "Bệ hạ, ngài không lo lắng Trinh Mẫn quận chúa rời khỏi Đức Vương Phủ rồi, sau này phải làm thế nào sao? Miệng người đáng sợ." Bách Lý Thanh chậm rãi thuận miệng nói, gương mặt coi như tuấn tú của Tuyên Văn Đế trong nháy mắt hiện lên vẻ tàn khốc, cười lạnh một tiếng: "Kẻ nào dám ở sau lưng bàn luận về Trinh Mẫn, chậm sẽ khiến chúng cả đời nói không ra lời. Về phần chỗ dựa tương lai cho Trinh Mẫn..." Hắn hơi dừng, đáy mắt đầy kiêu ngạo. Thiên hạ này có thể xứng đôi với Trinh Mẫn có mấy người, chỉ cần Trinh Mẫn mở miệng coi trọng ai, trẫm tự nhiên sẽ đảm bảo nàng cả đời bình an hỉ nhạc. Bách Lý Thanh mắt lạnh nhìn Tuyên Văn Đế, trong lòng thầm trào phúng: "Bảo đảm Trinh Mẫn bình an hỉ nhạc." Nhìn có vẻ cũng giống tử phụ đấy. Không biết mấy năm trước tiểu hồ ly bị hành hạ, vị bệ hạ này đang ở đâu? Huống hồ còn tự cho là đúng, cho rằng tiểu hồ ly chính là con gái của mình và Lam đại phu nhân lưu lạc ở ngoài, sơ suất quá rồi. Bách Lý Thanh khinh khỉnh trong lòng, nhưng cũng lười nói, chỉ bỏ tấu chương xuống rồi lười biếng: "Nếu bệ hạ đã nghĩ cả rồi thì không có gì cần quan tâm, vi thần đã xem xong tấu chương buổi trưa, đi ngủ một lát." "Ái khanh vất vả, ngày xuân mệt mỏi, ái khanh cứ đi nghỉ trước đi, nếu có chuyện trẫm sẽ bảo tiểu điện tử ngăn lại giúp ngươi." Tuyên Văn Đế lập tức quan tâm nói: "Vâng." Bách Lý Thanh gật đầu, đang định quay về chướng bồng của mình ngủ một giấc, tích trữ sức lực để buổi tối bắt tiểu hồ ly của mình tới chơi, thuận tiện hỏi nàng dự định sau này. Tuyên Văn Đế lại ngập ngừng mở miệng: "Ái khanh, có chuyện này..." Bách Lý Thanh quay mặt, nhìn thoáng qua dáng vẻ ấp úng của hoàng đế, liền mất kiên nhẫn nhớn mày: "Bệ hạ còn chuyện gì?" Lúc này Tuyên Văn Đế mới nói: "Chuyện kia... Trần Chiêu Nghi hôm trước đã nói xin lỗi với trẫm, nói nàng mô ý mạo phạm Ái Khanh, không biết Ái Khanh có thể khoan thứ cho nàng hay không." Trần Chiêu Nghi vốn là một cung nữ bên cạnh Hoàng hậu Nương Nương, gần đây rất được Hoàng đế yêu chiều. Trước đó vài ngày, từng ở sau lưng nói liên thuyên, nói Bách Lý Thanh là hoạn quan yêu nghiệt hại nước hại dân, đáng chết. Nếu không có, sẽ khiến cho nước không giống nước. Bách Lý Thanh nhớn mày, cười như có như không nói: "Nếu bệ hạ không muốn nghiêm phạt Chiêu Nghi nương nương thì hẳn bệ hạ cũng đồng ý với lời nói của Chiêu Nghi nương nương, vi thần đương nhiên không dám truy cứu gì cả. Nếu đã vậy, yêu nghiệt hại nước hại dân như vi thần chỉ đành cầu xin đi. Vừa vặn gần đây vi thần sức khỏe không tốt, tuổi tác đã cao,
thần cần cáo lão hồi hương. Tuyên Văn Đế hết hồn, lập tức la lên với Bách Lý Thành. Ái Khanh cớ gì nói vậy? Trẫm chưa từng tán thành lời nói của Trần Chiêu Nghi. Chớ nhắc tới chuyện cáo lão hồi hương. Nếu người đi rồi, chưa nói đến những tục sự triều chính khiến cho trẫm không thể an tâm tu luyện. Chỉ nói đến đạo sĩ đi Bổng Lai Tiên Sơn tìm phương thuốc và dược vật trường sinh đều do một tay người chủ trì. Nếu Ái Khanh cáo lão hồi hương thì trẫm phải làm thế nào bây giờ? Trẫm nhất định sẽ nghiêm phạt Trần Chiêu Nghi, cảnh cáo người hậu cung an phận thủ thường. Bách Lý Thanh ở một tiếng thản nhiên nói, không biết bệ hạ dự định khiển trách kẻ thị phi miệng lưỡi nhiều lời an ủi lòng thần như thế nào đây? Tuyên Văn Đế cẩn thận hỏi, Ái Khanh có ý kiến gì không? Bách Lý Thanh suy tư chốc lát rồi thuận miệng nói, nếu Trần Chiêu Nghi là ái thiếp của bệ hạ thì thần nào dám quá mức làm khó Chiêu Nghi nương nương. Nếu Trần Chiêu Nghi không phân biệt được thị phi miệng lưỡi sinh sự, mời bệ hạ xóa cái miệng lưỡi của nàng là được. Tuyên Văn Đế nghe vậy có chút do dự. Trần Chiêu Nghi cũng chỉ có cái miệng kia cười rộ lên là đặc biệt đẹp, nở nang mềm mại, căng mọng như trái cây, thơm ngào ngạt. Thường ngày ở trên người nàng, hắn cũng hứng thú nhất với đôi môi đỏ mọng này, nếu như không còn. Nhưng hắn nhìn thoáng qua một tia mất kiên nhẫn trên gương mặt của Bách Lý Thanh, lập tức nói, được, được, tất cả theo lời Ái Khanh, chậm lập tức truyền chỉ. Bách Lý Thanh chậm rãi vắt ống tay áo, vậy vi thần tạ ơn bệ hạ thay vi thần chính danh. Trước khi đi, hắn hài hước cười nói, Trần Chiêu Nghi đúng là có miệng mà như không, tuy có vài phần tương tự với Lam Linh phu nhân, nhưng Lam Linh phu nhân trước nay chưa bao giờ nói luyên thuyên sau lưng người khác, đúng là vẽ hổ không thành lại thành chó. Không biết kẻ nào có lá gan bảo nàng ta học theo Lam Linh phu nhân, vô duyên vô cớ vũ nhục Lam Linh phu nhân. Dứt lời, hắn liền thấy trong mắt Tuyên Văn Đế có nét hoài nghi, suy nghĩ sâu xa, sau đó dần trở nên bạo ngược. Bách Lý Thanh cười khẽ, xoay người ra khỏi trướng bồng, cầm bào hoa mỹ, hứng ánh sáng phủ lên mặt đất tạo thành những hoa văn kỳ lạ. Thiên tuế gia, có cần... Giọng nói của mỹ nhất đột nhiên vang lên bên cạnh hắn, ngữ khí bình thản, lại tràn ngập nguy hiểm. Bách Lý Thanh lạnh nhạt nói, tạm thời không cần, một à nhờ cái mặt đẹp mà sống, không còn miệng lưỡi hẳn sẽ sống những ngày vô cùng vui vẻ. Mỹ nhất nhẹ giọng nói, nghe ảnh bộ nói gần đây, hoàng hậu nương nương và thái tử gia có chút động tĩnh, có người nói qua lại với nhóm võ quan do Tĩnh Quốc Công dẫn đầu hơi thường xuyên. Xem ra sẽ có chút động tác. Hừ, Bách Lý Thanh nguy hiểm nhào mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Gần đây lão già Tĩnh Quốc Công quả là có chút nóng ruột, sợ là vì chuyện hắn mưu đồ suốt 3 năm thất bại trong gang tấc nên đang buồn bực đây. Ai biết được lão cẩu hắn chó cùng rứt sậu sẽ làm ra chuyện gì. Thiên tuế gia, chúng ta có cần... Mị nhất đang định nói gì thì Bách Lý Thanh không để tâm ngắt lời hắn. Được rồi, chỗ lão già Tây Lương bản tọa sẽ để Tây Lương Mạt đối phó với hắn. Các ngươi chỉ việc nhìn chằm chằm mấy nữ nhân trong cung là được. Nơi nhiều nữ nhân chính là nơi nhiều thị phi. Mị nhất lập tức đáp lời. Hai tiểu thái giám vén mành của trướng bổng hoa mỹ để Bách Lý Thanh đi vào. Hai cung nữ xinh đẹp lập tức tiến lên cởi áo khoác cho hắn, rồi phủ thêm một chiếc áo ngoài bằng gấm mềm mại màu tím. Hầu hạ Bách Lý Thanh ngồi xuống, một người ngoan ngoãn tứ chi chạm đất, lấy lưng làm ghế đầu để Bách Lý Thanh gác chân, một người khác quỳ xuống để cái khay nhỏ bằng bạc lên đỉnh đầu, rồi cầm cái chày nhỏ giúp hắn đấm chân. Bách Lý Thanh từ từ nhắm hai mắt không nói gì, mị nhất lẳng lặng đứng trong bóng tối bên cạnh chờ. Qua thời gian một chén trà, hắn mới từ từ mở mắt, lười biếng hử khẽ, vừa bóc hạt dưa trên cái khay bạc trên đầu cung nữ xinh đẹp, vừa duỗi chân. Đúng là mệt chết bản tọa, cảnh xuân đẹp thế này còn phải giúp bệ hạ duyệt tấu chương, ngay cả chuyện náo nhiệt hôm nay cũng không được xem, ngược lại còn phải phân thần xử lý mấy chuyện không đầu của đám nữ nhân hậu cung. Mị nhất mặt không đổi sắc, nói thầm trong lòng, ngày đây đang oán không được vừa cắn hạt dưa vừa thưởng thức màn phu thê quyết liệt đặc sắc của quận chúa và tiểu vương gia mới đúng. Trần Chiêu Nghi này sau này không còn miệng lưỡi chính là một phế nhân, kẻ đối địch với Thiên Tuế gia sẽ không có kết cục tốt, giống như Thục Phi nương nương khi đó vậy. Tiểu thắng tử bưng trà nóng tới, vừa châm trà vừa đắc ý nói, dám coi thường hoạn quan bọn họ, không coi bọn họ là người. Nhìn có vẻ là chủ tử, chờ khi ngươi không được sủng nữa cũng chẳng khác gì vũng bùn, còn không mặc cho đám hoạn quan này dẫm lên. Năm đó Thục Phi đường lúc được sủng ái nhất mà cũng bị Thiên Tuế gia
ép bệ hạ phải nếm ả cho rắn ăn. Một Chiêu Nghi nho nhỏ mà cũng dám dõng dạc. Bách Lý Thanh không mở mắt, chỉ lười biếng nói, Trần Chiêu Nghi vẫn là Trần Chiêu Nghi, vị phần sẽ không thay đổi. Nếu ả là người của Hoàng hậu nương nương, bản tọa sẽ khiến Trần Chiêu Nghi chịu hình xong, tới trước mặt Hoàng hậu nương nương thỉnh an, để bọn họ trò chuyện tình cảm chủ tớ. Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ rất vui mừng. Hoàng hậu nương nương gần đây ước chừng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, thích làm chút chuyện đâm đầu vào lửa. Lần này coi như cảnh cáo, nếu có lần tiếp theo. Bách Lý Thành xì một tiếng. Hắn tuy lười động Tư Thừa Kiền, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mặc bọn họ làm bậy. Khi Tây Lương Mạt ra khỏi trướng bồng của hoàng đế, Tư Lưu Phong đã không còn ở ngoài cửa. Nàng đương nhiên không biết hắn từng tới, trực tiếp cùng Liên Công Công tới trướng bồng của Đức Vương Phủ. Tới cách trướng bồng không xa, đã thấy không ít người nằm dạp bên ngoài lều của Đức Vương Phi, tiếng kêu khóc vang trời. Trên trướng bồng đã gieo hoa giấy trắng. Liên Công Công thấy vậy hơi nhíu mày. Chưa được bệ hạ cho phép, gần chỗ ở của bệ hạ không được phép treo hoa giấy, sẽ xúc phạm bệ hạ. Tây Lương Mạt đứng cách đó không xa, khẽ thở dài. Quên đi, cứ để vậy đi, hẳn bệ hạ cũng sẽ không để ý. Liên Công Công thấy Tây Lương Mạt nói vậy thì cũng đồng ý, không nhắc lại nữa. Tây Lương Mạt đi về phía lều vặt, những hạ nhân đang khóc thấy nàng bỗng lộ ra biểu cảm kinh ngạc quái dị. Tây Lương Mạt nhìn trong mắt mà không nói gì, chỉ cùng Liên Công Công xấp mảnh đi vào. Vừa vào trong trướng bồng, nàng đã nghe tiếng khóc đứt ruột đứt gan. Đức Vương Phi được hai ma ma giả đỡ, nằm úp bên cáng cứu thương, khóc không kiềm chế nổi. Tư Lưu Phong ở bên an ủi, vì vậy Tây Lương Mạn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ thấy hắn đau xót nói, Mẫu Phi, Hàm Ngọc muội muội đã đi rồi, muội ấy sẽ không muốn thấy ngài vì khổ sở mà thương thân. Hơn nữa Vũ Nhi, tuy không còn hài tử nhưng nàng vẫn giữ được mạng sống. Nếu ngài cũng ngã xuống, Vũ Nhi thấy cũng sẽ đau lòng. Đức Vương Phi ôm mặt, nước mắt rơi như mưa. Bà chỉ cảm thấy ruột gan mình đã đứt từng khúc. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, con gái lớn và con gái nhỏ đã một người không còn, một người trọng thương. Đặc biệt là con gái lớn là tưởng niệm duy nhất lão Đức Vương gia để lại cho bà. Vì vậy từ nhỏ ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ ngã. Đứa bé nuông chiều lớn lên vậy mà lại quá thành thật, đi chống đỡ mãnh thú cho kẻ khác, chết thảm như vậy. Vừa nghĩ đến đó, Đức Vương Phi đau lòng đến không kiềm chế nổi. Hai mắt bà đẫm lệ run rẩy nói, vì sao? Vì sao không phải là tiện nhân Tây Lương Mạt kia chết? Vì sao người chết lại là nữ nhi của ta? Nữ nhi của ta à, con bé ngốc nghếch, sao con lại đi làm bia đỡ thay cho tiện nhân kia? Nói đoạn, tiếng bà bỗng dừng lại. Đức Vương Phi ôm lấy Từ Lưu Phong, hai mắt trợn trừng đầy tia máu, lạnh giá nói, Hàm Ngọc không phải tự nguyện đúng không? Là ả tiện nhân đê tiện Tây Lương Mạt đẩy Hàm Ngọc ra chắn. Bản Vương Phi muốn đi gặp bệ hạ, phải lấy lại công bằng cho Hàm Ngọc của ta, muốn dùng mạng của tiện nhân Tây Lương Mạt đền mạng cho nữ nhi và tôn tử của ta. Từ Lưu Phong ngẩn ra, trầm tư chốc lát rồi định nói gì đó. Mẫu Phi, thì bỗng bị giọng ho khan sắc nhọn cắt đứt. Đức Vương Phi, Tiểu Vương gia, bệ hạ sai chúng ta cùng Trinh Mẫn quận chúa tới xem Trung Thục công chúa, tiễn Trung Thục công chúa một đoạn đường. Giọng nói của Liên Công Công lập tức khiến cho Đức Vương Phi hồi phục tinh thần, bà không khỏi sửng sốt. Trung Thục công chúa? Liên Công Công gật đầu, vẻ mặt trầm tĩnh nói, đúng vậy, bệ hạ có khẩu dụ, chính nữ Tư Hàm Ngọc quận chúa của Đức Vương phủ, trung hiếu Trinh Thục, liều mình cứu người, là tấm gương cho nữ tử khắp thiên hạ, đặc biệt phong làm Trung Thục công chúa. Sau khi hồi kinh, dùng lễ nghi công chúa để hạ táng, hưởng thái miếu đèn nhang cung phụng. Đức Vương Phi vừa thương xót vừa vui mừng, bi thương vì nữ nhi đã chết rồi, dù truy phong cũng không sống lại được. Vui mừng vì tự hào thay nữ nhi được một lễ tang trọng thể đến cực điểm, không chỉ coi như một phần lễ vật cuối cùng cho nữ nhi, cũng là một việc rất có lợi với Đức Vương Phủ. Người của Đức Vương Phủ còn không tạ ơn? Liên Công Công cao giọng nói, tạ long ân của bệ hạ. Đức Vương Phi được hai ma ma già đỡ, cùng Tư Lưu Phong quỳ xuống tạ ơn. Sau khi tạ ơn, bà bỗng nhìn thấy phía sau Liên Công Công là một bóng người mảnh mai quen thuộc, lại nghĩ tới lời Liên Công Công vừa nói, bà ta trợn trừng mắt. Đúng rồi, vừa rồi Liên Công Công nói là cùng Tây Lương Mạt đến đây. Đức Vương Phi vừa thấy Tây Lương Mạt, hai mắt liền đỏ lên, gào thét như thần kinh. Tây Lương Mạt, đồ sao chổi nhà ngươi, vì sao còn dám tới đây? Người hại chết Hàm Ngọc, hại Vũ Nhi sẩy thai, này nằm kia sống chết không rõ, có phải ngươi còn hại chưa đủ hay không? Tây Lương Mạt hơi nhíu mày,
Nàng hiểu tâm trạng đau đớn của Đức Vương Phi, lúc này nên nói: Đức Vương Phi, Hàm Ngọc không phải ta hại chết, là Tư Hàm Hương hại chết. Nó đặt bẫy dụ Hàm Ngọc cùng chúng ta tới, thả gấu dữ ra. Chuyện này do Thái tử Điện Hạ tự mình kiểm chứng. Mặc kệ ngươi nói xạo thế nào, tiện nhân vô sỉ ngươi, lẽ nào Hàm Ngọc không bị ngươi mà chết? Lưu Phong còn nói ngươi biết võ nghệ, một nữ tử yếu ớt nhỏ bé như Hàm Ngọc, ngươi sao có thể đẩy nàng ra ngăn ác thú? Đức Vương Phi sắc nhọn, căm giận nói, tức đến run rẩy cả người. Nếu không có hai mama dùng hết sức kéo Đức Vương Phi, bà ta đã muốn nhào tới cào mặt Tây Lương Mạt. Bà ta hung hăng nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt nói, ta chỉ hận khi đó mắt mù, rước đổ tiện tì tâm như rắn chết là ngươi vào Đức Vương Phủ. Từ sau khi ngươi đến, Vương Phủ chúng ta không một ngày suôn sẻ, ngươi không thể sinh con thì thôi, còn ý đồ hại chết Vũ Nhi và cháu ta, ngay cả Hàm Ngọc tốt với người như vậy cũng bị người xuống tay. Ông trời thật sự không công bằng, ác phụ như ngươi sao còn chưa bị ác thú phanh thây? Đủ rồi, Vương Phi nương nương, cho dù ngài mất nữ nhi, mất tôn tử, trong lòng đau đớn cũng không thể tùy tiện nói xấu quận chúa. Liên Công Công bỗng lớn tiếng ngắt lời Đức Vương Phi. Vừa rồi hắn thông cảm Đức Vương Phi mất ái nữ, cho nên không so đo bà ta nói lỡ lời. Không ngờ Đức Vương Phi này càng ngày càng hồ đồ, càng nói càng quá phận. Lúc này Đức Vương Phi mới không cam lòng ngậm miệng, chỉ nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt như muốn nứt tròng mắt, giống như có thể nhào lên cắn xé Tây Lương Mạt mới cam lòng vậy. Tây Lương Mạt lại khoát tay ngăn cản Liên Công Công, thản nhiên nói, Đức Vương Phi vừa mất nữ nhi thương tâm, Liên Công Công nể mặt ta, đừng tính toán. Người phụ nữ trước mặt này đã không còn là Đức Vương Phi dịu dàng trầm tĩnh, hiền thục khôn khéo. Nay bà ta chỉ là một người phụ nữ phố phường, một người phụ nữ choáng váng đầu óc vì phẫn nộ và oán hận. Nàng cho rằng căn bản không cần tranh luận đúng sai, nàng tới chỉ vì chuyện nàng muốn làm, không phải tới để cãi nhau. Liên Công Công liếc nhìn Tư Hàm Ngọc nằm trên cáng cứu thương sạch sẽ cách đó không xa, hiểu rõ gật đầu. Hắn đương nhiên biết đây là nỗi thương cảm của Tây Lương Mạt với Tư Hàm Ngọc. Tiện nhân, người không cần giả mù sa mưa, người hại chết Hàm Ngọc còn ở đây làm bộ làm tịch, người sẽ gặp báo ứng. Đức Vương Phi vẫn nộ mắng to, Tây Lương Mạn không nhìn bà ta, mà nhìn về phía Tư Lưu Phong lạnh lùng nói, tiểu vương gia, nếu ngươi hy vọng chúng ta đều bình an vô sự thì tốt nhất không nên nói lung tung với mẫu thân của ngươi. Bằng không ta khó đảm bảo bà ta không đủ bình tĩnh, sẽ khiến ta không đủ bình tĩnh, nếu không cẩn thận nói ra điều gì không nên nói, vậy thì xin lỗi. Đáy mắt Tư Lưu Phong hiện lên một tia tức giận, nắm tay sau lưng siết chặt như muốn bóp nát ngọc bội trong tay mình. Đức Vương Phi nghe vậy, lời này như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến bà ta càng tức giận, dùng sức giãy tay mình ra. Tiện nhân ngươi còn dám dõng dạc uy hiếp phu quân cùng mẹ chồng, tiện nhân ngươi bất hiếu bất trung bất thục, đáng bị loạn côn đánh chết, đáng bị diêm lồng heo. Bà ta quay đầu níu lấy cánh tay Tư Lưu Phong, một tay chỉ vào Tây Lương Mạt nói, Phong Nhi, đi dạy cho nó một bài học, nó vẫn là người của ngươi, trượng phu giáo huấn thê tử là chuyện đương nhiên, đi đi. Liên Công Công nghe vậy nào còn nhịn được, đang định nói thì bị Tây Lương Mạt đè tay, mới cứng ngắc ngậm miệng, chỉ lạnh lùng trừng Đức Vương Phi gần như phát điên đến không còn là chính mình. Tây Lương Mạt nhìn Đức Vương Phi lạnh nhạt nói, Đức Vương Phi, ngươi chỉ vì sớm đã hận ta nên mới mặc kệ sự thật thế nào cũng nhất định phải chỉ ta là hung thủ, vậy mới giải được mối hận trong lòng ngươi. Nếu đã vậy ta cũng không giải thích nữa, cứ như vậy đi, ngươi muốn giết hay muốn quát đều tùy ngươi, còn ngươi có bản lĩnh này hay không phải nhìn chính ngươi. Về phần thê tử, ta nghĩ tiểu vương gia kịp nói với ngươi ta biết võ, cũng không hiểu sao còn chưa kịp nói với ngươi ta và hắn đã hòa ly, vì vậy hắn không có bất cứ quyền gì dùng danh nghĩa để giáo huấn thê tử, để dạy dỗ ta. Đức Vương Phi sửng sốt, sắc mặt thoáng xanh thoáng đỏ, bà ta cắn răng không thể tin nhìn về phía Tư Lưu Phong, bàn tay nắm tay Tư Lưu Phong gần như đâm móng vào tay hắn. Vì sao ngươi không nói cho ta biết ngươi và tiện nhân này đã hòa ly? Ả nói có đúng không? Hòa ly? Sao ngươi có thể hòa ly? Cho dù ả không thể chết trong tay chúng ta, cũng phải bị ngươi bỏ mới đúng. Ngươi cứ thế để tiện nhân này chạy khỏi tay ngươi, ngươi còn là nam nhân hay không? Đức Vương Phi từng tiếng nhục mạ không khách khí, khiến Tư Lưu Phong mặt đen như đáy nồi. Mẫu Phi, hắn âm thầm cắn răng, hơi dừng rồi bỗng cứng nhắc nói. Mẫu Phi, ngài tinh thần không tốt, bị thương quá độ, đã không biết mình đang nói gì. Người đâu? Đưa Đức Vương Phi tới trướng bổng của bản vương nghỉ ngơi.
Dứt lời, hắn mắt lạnh liếc về phía Mama và đám nha đầu đứng kế bên. Đám Mama và nha hoàn kia đã sớm bị lời nói của Đức Vương Phi dọa cho chết khiếp. Tiểu Vương Phi này, không, Trình Mẫn quận chúa này gần đây được bệ hạ ưa thích. Nhìn xem, ngay cả đại tổng quản bên cạnh bệ hạ cũng đã tới đây. Có thể thấy bệ hạ thương quận chúa có bề ngoài giống với tỷ tỷ mình đến thế nào, gần như yêu chiều nàng như công chúa. Vương Phi sao dám luôn miệng tiện nhân, nghĩ cách giết chết nàng chứ? Chắc bị cái chết của quận chúa và đứa bé trong bụng Vũ Di Nương chọc cho tức váng đầu rồi. Nay ánh mắt Tư Lưu Phong bắn tới, bọn họ bất chấp tất cả, mạnh mẽ nửa kéo nửa ôm, mang Đức Vương Phi đã mất lý trí kia đi. Ra khỏi lều bạc, thật xa còn nghe tiếng thét chói tai và tiếng mắng giận dữ của bà ta. Tây Lương Mạt nhìn Tư Lưu Phong một cái. Tiểu vương gia là người thông minh, luôn biết điều gì là tốt nhất đối với mình. Nói xong, nàng xoay người đi về phía Tư Hàm Ngọc, ngồi xổm xuống nhìn thiếu nữ nằm trên cáng cứu thương, không một tiếng động. Chỉ một canh giờ trước, nàng còn là một thiếu nữ rực rỡ vui vẻ gọi mình tẩu tẩu. Nay mới một canh giờ sau, nàng đã không còn cử động, không còn cười, không còn khóc. Trên cổ có vết khâu, nhìn càng giống một con búp bê vải bị xé nát. Tây Lương Mạt nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mềm mại của nàng, từ trong lòng lấy ra một cái khăn lụa diễm lệ, nhẹ nhàng buộc lên cổ Tư Hàm Ngọc, kết thành một cái nơ bướm. Khăn lụa làm sắc mặt Tư Hàm Ngọc hơi hồng hồng mỹ lệ, không còn vẻ trắng nhợt thê lương như trước. Hàm Ngọc, muội là một cô nương tốt hiếm có, chỉ là tẩu tẩu không thể làm tẩu tẩu của muội được nữa. Đời người luôn thay đổi, nửa đời trước muội mỹ lệ sáng lạn như vậy, nửa đời sau ai biết có phải pháo hoa chóng tàn hay không. Cứ như vậy, không cần biết gì hết, chỉ cần nhớ kỹ ca ca vẫn là ca ca thương muội nhất, tẩu tẩu vẫn là tẩu tẩu muội thích nhất là tốt rồi. Tây Lương Mạt khẽ khẽ dịu dàng nói, vén những sợi tóc của Tư Hàm Ngọc ra sau tai. Thanh xuân tươi đẹp nhất của thiếu nữ dừng tại thời khắc nàng rực rỡ nhất, giống cánh bướm bị nhựa thông phủ đầy, là một vẻ đẹp đầy bi thương, nhưng có lẽ chưa hẳn là chuyện không tốt đối với nàng. Đê tiện là giấy thông hành của kẻ đê tiện, cao thượng là văn bia của người cao thượng. Bởi Tây Lương Mạt cũng không biết có một ngày mình sẽ rút đao hướng về Đức Vương Phủ hay không, nếu có sẽ phải đối mặt với tấm lòng son của Tư Hàm Ngọc như thế nào. Trầm mặc chốc lát, phía sau Tây Lương Mạt vang lên giọng nói trầm thấp của Tư Lưu Phong như cực kỳ nhẫn nhịn. Mạt Nhi, người thật sự hận ta như thế, nhất định phải hòa ly sao? Linh Công Công nghe Tư Lưu Phong nói vậy thì liếc mắt nhìn Tây Lương Mạt, sau đó hắn thông minh rời khỏi chướng bồng. Tây Lương Mạt hạ tầm mắt nhàn nhạt nói, phàm là kết thành phu thê đã là kết duyên ba kiếp trước, kiếp này mới nên được vợ chồng. Nếu kết duyên không hợp, nhìn nhau là oán hận, trông nhau là gượng ép, hai trái tim bất đồng khó về một ý, liên lụy người thân, chẳng bằng đường ai nấy bước, nguyện phu thê sau khi chia cách, trọng sơ thiền tấn, mỹ phụ nga mi, khéo chọn hiền thê yểu điệu, tuyển lấy trượng phu quan cao. Giải oán cởi kết, chớ thêm thù hận, từ biệt hai ngả, tự thấy vui mừng. Nàng hơi ngừng, đắp vải trắng lên cho Tư Hàm Ngọc. Thiếp thân, đây là lần cuối cùng tự xưng thiếp thân, cảm thấy ý cảnh của Thư Hỏa Ly vô cùng tốt. Nếu thiếp thân và tiểu vương gia không phải người cùng đường, cần gì tiếp tục dây dưa để sinh oán hận. Vì vậy thiếp thân chờ Thư Hỏa Ly này của tiểu vương gia. Dứt lời, Tây Lương Mạt đứng dậy, đi về phía cửa lều. Vừa đến trước cửa, nàng bỗng bổ sung một câu. Nếu ta là tiểu vương gia thì sẽ suy nghĩ cho kỹ, chuyện tiếp theo sẽ đáp lời bệ hạ như thế nào. Dù sao có thể lén vận chuyển gấu lên Mân Sơn, đối với một nữ tử khuê phòng mà nói, không phải là chuyện đơn giản. Người biết sẽ nói Đức Vương Phủ gia giáo không nghiêm, chồng còi bất cẩn, cho nên mới ra chuyện thứ nữ mưu hại chính nữ. Người không biết... Giọng nói của Tây Lương Mạt mang theo một tia trào phúng. Người biết không, nói không chừng sẽ cho rằng ngài mưu nghịch đấy, hay ngài thật sự vì một Tư Hàm Hương mà khiến Đức Vương Phủ bị bệ hạ hoài nghi. Dứt lời, nàng quay đầu, rời khỏi chướng bồng không hề nhìn lại. Tư Lưu Phong nhìn bóng lưng nàng, sắc mặt âm trầm bóp nát ngọc bội, long phượng trong tay. Đó là sính lễ hắn cho Tây Lương Mạt khi đó. Thì ra đến lúc này, nàng cũng không bỏ cuộc muốn lấy mạng Hương Nhi sao? Tây Lương Mạt, bản vương nên cho rằng người quá cố chấp hay quá hung ác đây. Liên Công Công theo Tây Lương Mạt đi ra, bỗng thấp giọng nói với Tây Lương Mạt, Thiên Tuế gia có chút bực bội. Liên Công Công thình lình nói một câu khiến bước chân Tây Lương Mạt dừng lại, sau đó hơi mệt mỏi nói, được rồi, thay ta nói với sư phụ, hôm nay là ta không đúng, không nên sơ suất, không để Mị Thất và Mị Lục đi theo. Liên Công Công cũng có chút không tán thành.
Tiểu thư, không phải chúng ta lắm miệng, tính tình này của ngài nên sửa. Mị Lục cùng Mị Thất có nhiệm vụ bảo vệ an toàn của ngài, thế nhưng ngài không phải lần đầu tiên tìm các loại lý do để đuổi bọn họ đi. Cho dù ngài không thích Thiên Tuế Gia sai người giám sát ngài, nhưng cũng phải để ý đến tính mạng mình mới được. Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi Thiên Tuế Gia rõ ràng ở trong trướng bồng của bệ hạ mà không đi ra gặp quận chúa. Tây Lương Mạt nay đang phiền lòng, nghe Liên Công Công nhắc tới càng thấy bực bội, giống như có một loại tâm trạng rất khó chịu đang va chạm trong lòng, mất kiên nhẫn nói. Được rồi Liên Công Công, cho dù ta chết, Thiên Tuế Gia cũng không cần phí tâm tư đi tìm đồ chơi thú vị mới. Các ngươi chỉ cần dạy đồ chơi này, biết cách ngỗ nghịch Thiên Tuế Gia, đừng quá tự tìm đường chết là được. Liên Công Công nghe vậy hơi dừng. Nếu ngài thật sự có chuyện gì, Thiên Tuế Gia sẽ không thế nào. Nhưng Mị Lục và Mị Thất sẽ không còn giá trị tồn tại. Người và đồ vật không còn giá trị sẽ không xứng ở lại bên cạnh Thiên Tuế Gia. Đương nhiên, thứ không còn giá trị sẽ bao gồm cả ba nha đầu, hai mama bên cạnh ngài, thậm chí cả phụ thân Tĩnh Quốc Công, cùng càng rộng lớn hơn nữa có lẽ là cả chúng ta. Tây Lương Mạt nghe vậy thì ngẩn ra, nàng có chút mất tự nhiên. Công Công, ngài đừng nói đùa, có thế nào cũng không liên lụy đến ngài được. Liên Công Công là người có khả năng nhất trong số hạ thủ của Cửu Thiên Tuế, ai lại không biết. Bách Lý Thanh cũng không phải loại người làm mấy chuyện kích động, vì vậy cần gì nói nàng thành đát kỷ, bao tử, khiến cho quân vương giận dữ, thây phơi nghìn dặm. Vẻ mặt Liên Công Công nhìn không ra vui giận, chỉ nhàn nhạt nói, tiểu thư, ngài nói không sai, chỉ là ngài nên biết Thiên Tuế Gia coi sinh linh trong thiên hạ là đồ chơi trong tay. Nếu Thiên Tuế Gia thật sự không còn gì đáng nhớ, sinh linh trong thiên hạ này không thiếu được sẽ rơi vào dung chuyển loạn ly. Cho dù ngài không lo lắng cho sinh linh lê dân và đám nô tài không liên quan chúng ta, cũng nên hiểu tổ chim lật nào có trứng còn nguyên vẹn. Nếu ngài không có bất cứ người hay vật gì nhung nhớ thì thôi. Nếu có, phải làm sao để che chở bọn họ, không để bọn họ đi vào vết xe đổ của Hàm Ngọc quận chúa hôm nay. Tây Lương Mạt ngẩn người không nói gì. Nàng đương nhiên biết tính tình cổ quái của Bách Lý Thanh, bạc tình lại tàn nhẫn, vui giận thất thường. Ai biết ngày nào hắn cảm thấy không thú vị sẽ thật sự buông tay mặc kệ triều chính, khiến thiên hạ này đại loạn. Mà chính nàng thật sự có thể làm được đến mức mặc kệ tất cả, không để ý tất cả hay sao? Nếu như vậy, ngày hôm nay nàng vốn đã không nên vì chuyện Hàm Ngọc mà hoàn toàn bại lộ chính mình, trở mặt với Đức Vương Phủ. Quả nhiên, vẫn quá xúc động rồi. Tây Lương Mạt vỗ mặt thở dài một tiếng. Chờ Tây Lương Mạt trở lại trướng bồng của mình, không thiếu được lại bị Bạch Ngọc, Bạch Chân, Bạch Nhụy cùng mama ôm lấy vừa cười vừa khóc, tiện thể hung hăng của trách một trận. Tây Lương Mạt không còn cách nào, mặc họ bôi nước mắt nước mũi lên người mình một vòng mới bỏ qua. Hà mama đã dặn dò hai tỷ nữ chuẩn bị nước tắm, tắm rửa một phen, nàng mới cảm thấy mệt mỏi dã rời, nằm trong thùng tắm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi. Vận dụng võ nghệ và nội lực với cường độ quá cao, với nàng mà nói đây là lần đầu tiên, dồn hết tâm trí vào chuyện khác nên không cảm thấy, nay bình tĩnh lại mới thấy toàn thân khó chịu. Ai, mama, ngài dịu dàng chút được không? Thô lỗ như vậy nàng có hợp với hình tượng nữ quan nhị phẩm cao quý của ngài? Tây Lương Mạt bị Hà Mama bỗng nắm ra thịt sau cổ mình, nhịn không được hét ầm lên. Hà Mama lạnh lùng liếc nàng một cái. Quận chúa, tiểu thư khuê cát nói năng phải thấp giọng, không được cao giọng lớn tiếng. Thế nhưng, bàn tay bà không có một điểm dấu hiệu dịu dàng, niết cho đến khi Tây Lương Mạt ai ai kêu lên không ngừng. Tây Lương Mạt càng kêu to, bà niết càng dùng sức. Sau khi phát hiện điểm này, Tây Lương Mạt đành phải đỏ viền mắt, mặt rừng rừng đáng thương nhìn bà. Mama à Mama, người ta viết sai rồi, không dám lỗ mãng thế nữa. Hà Mama thấy nàng thật sự hối cải, biết sai mới thả sức, vừa chậm rãi xoa bóp thân thể đau nhức của nàng vừa nói. Không phải nô tỳ nói ngài, hôm nay... Hà Mama nói liên miên cằn nhằn hồi lâu, phát hiện Tây Lương Mạt không biết đã mệt mỏi ngủ trong thùng từ lúc nào. Bà không khỏi hơi nhíu mày, thần cốt này làm sao mà được, mới lăn qua lộn lại một buổi sáng đã thành thế này. Xương cốt Tây Lương Mạt nhìn có vẻ tốt hơn nhiều, thế nhưng những năm qua hao hụt quá mức, rốt cuộc không phải chốc lát là bồi bổ lại được. Nếu quá mức hao tổn, sợ rằng còn có tổn thương bên trong. Bà đang định lay Tây Lương Mạt tỉnh lại, miễn cho nằm trong nước bị cảm lạnh, bỗng một bàn tay không một tiếng động đặt trên vai bà. Hà Mama giật mình nhìn lại, sau đó cung kính khom người lui ra ngoài, tiện thể dẫn đám hầu gái khác mang đi, gọi Bạch Chân, Bạch Nhụy tới trông chừng nhóm chủ tử.
Tây Lương Mạn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy trong mơ như gặp được một con bướm đang nhanh nhẹn bay đi. Tư Hàm Ngọc cười đuổi theo, không biết phía trước là vách núi vạn trượng. Nàng hoảng hồn, đang muốn kéo Hàm Ngọc, lại bỗng cảm thấy một lưỡi móc từ đâu xuất hiện móc lấy da thịt nàng. Đau đến mức nàng phải dừng chân, sau đó trợn mắt nhìn Tư Hàm Ngọc ngã xuống dưới. Khi nàng mở choàng mắt thì phía dưới chỉ có ánh nến yếu ớt, có con bướm điêu thân nhào vào lửa dãy giụa thoát thân. Một hồi lâu sau, nàng mới phản ứng lại, thì ra cơn đau trên vai không phải là ảo giác, mà là có người đang xấu tính cắn nàng. Nàng vô thức sờ trên người, quả nhiên không một mảnh vải, đầy tay là da thịt trắng mềm. Thế nào, cuối cùng cũng tỉnh? Tiếng nam tử cười bay bổng bên tai nàng. Ngay tức khắc, Tây Lương Mạt cảm thấy vành tai mình bị miệng lưỡi ẩm ướt cắn, mờ ám mút vào, trên người không biết là đêm thu lạnh hay vì động tác của hắn mà nổi lên một lớp da gà.